Thư sinh nghèo nàn thiếu trước nè, học sau thường gia tiền của ta nè, vậy mà chữ thơ Dương quanh quanh đó, em của Dương Hào cứ ngày đêm thương nhớ. Trời ơi, nói thiệt không, có lắm nơi quyền tước cao sang đến giảm hỏi mà nàng nhất quyết là không chịu. Vậy sao thím không khuyên chữ thơ một tiếng đi? Trời ơi, khuyên làm sao nổi, chắc là cổ đã bị bùa mê thuốc lú rồi á. Ta còn nghe nói Tú Quyên thường hay làm thơ chống hạng quan quyền trọc phú, kẻ nghèo thì thích, hạng giàu thì thù, sáp vô ngầm coi chừng mang quả đó nghe không. Thôi ta vào chùa đi lễ Phật đi rồi còn về sớm. Thím ơi, hôm nay thím đi cầu gì vậy? Không biết hả? Tao đi vô cầu tiền. Vậy
vậy mà con tưởng thím tính cầu duyên. Trần, tiên nữ dáng kiều lẽ đâu lại kém người phàm tục hay sao? Dáng Ngọc, em hãy cẩn trọng lời nói, tay dắt mạch rừng, lễ lộ ra là khó khăn cho ta đó. Hôm nay chị em ta viếng chùa Ngọc Hồ, em hãy nhìn kìa, tấp nập mọi người, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Trong dịp lễ nguyên tiêu thì chùa nào lại chẳng tấp nập vui tươi. Sao chị lại chọn nơi này? Sở dĩ chị chọn chùa Ngọc Hồ là vì... Vì sao? Vì cảnh sắc nơi đây rất hữu tình, với mấy ngàn chúa nổi trời thanh. Nơi tụ hội bao nhân từ thôn quê đến thị thành, và bỗng nhiên ta thấy lòng mình sao động, trong tim dâng lên một niềm ước vọng, muốn gặp hàng sĩ tên gọi Tú Quyên, dáng dấp phong lưu dòng dõi họ Trần. Phải chăng đó là người bỗng chứa rừng nho sách cánh, dựng lều để ngắm thơ quang cảnh nào. Giữa chốn hoang môn thật ít người so sánh, người lỡ phận công danh chẳng kể thời xuân xanh. Người ấy tài ba mà còn có tấm lòng cao quý, văn thơ tràn đầy chính khí, dám vì dân chúng nghèo nàn chống hạn giàu có xấu xa. Chàng được người người yêu mến và làm sao xuyến cả lòng ta. Vậy à, văn thơ chính khí như thế nào? Chị còn nhớ một bài thơ của người như thế này. Năm tháng lòng ta dày bất bình, sống hồi tành giữa quan đè nén dân cùng khổ, độc phú ngàn đời quá đáng khinh. Ồ, bài thơ rất hay, quả thật đáng khen. Em biết rồi, có phải vì vậy chị mới xuống đây để được chàng làm thơ khen sắc đẹp? Sống cuộc đời ai lại không có một niềm tâm sự, phải chăng đó là sự quyến rũ của cuộc sống trần gian, khác xa sự bình thản êm xuôi đầy tẻ nhạt của cõi tiên. Chị đã nhớ mùi trần tục, bắt đầu ôm ấp niềm tâm sự. Nè, đừng có chọc ghẹo chị, còn em thì sao? Em đâu có. Sao hả? Con nhột em mà. Thank you.
một đóa hoa đào khéo tốt tươi. Cánh xuân mơn mởn thấy xuân cười, đồng phòng ắt có tình hay chăng. Kinh tiễn mùi hương để đồng người. Cậu ơi, cậu ơi, tới chùa rồi nè. Tao mau đi tới đi, đằng kia vui lắm, đông quá, vui quá cậu ơi. Lại đây cậu, trời ơi, đi chậm quá vậy. Ta cứ dạo cảnh bên ngoài cũng đủ, đến chỗ đông người gẫm có ích gì. Trời ơi, cậu nói gì kỳ vậy. Đến chùa mà không vào chùa, cũng như người ta ngắm trăng mà nhắm mắt lại vậy. Ta khen em mà khéo ví von à. Hữu Danh. Dạ. Em hãy nhìn kìa, ai đánh rơi mảnh khăn hồng tuyệt đẹp. Lại nức mùi hương. Cậu cậu, tao cổ đưa khăn cậu đoán thử coi. Nè. Ồ, con đoán ra rồi. Cái khăn này là của chủ nó. Lãng nhất à. Nhưng mà chủ của nó là một giai nhân con nhà Trâm Anh thế phải. Sao em không nghĩ rằng đây là khăn của một tiên nữ lạc trần gian gì đó hả? Ôi, mảnh lụa hồng, mảnh lụa hồng đã làm cho tim ta rộn rã. Cậu quả là đa tình, chiếc khăn cũng động được cõi lòng nữa. Ồ, khăn lại có chữ nữa nè. Có chữ hả cậu? Vậy đưa cậu đọc coi. Chữ chữ khó quá, thôi cậu đọc đi. Lạ quá, đây là một bài thơ tứ tuyệt, bài thơ hẹn hò duyên nợ của tiên nữ ngày xưa. Bài thơ tiên nữ? Ừ, chuyện lạ vậy. Bài thơ này của tiên nữ Vân Anh gửi cho nho sĩ Bùi Hàn hồi đời Đường đi chơi phím để hẹn hò duyên nợ. À, có lẽ giai nhân nào đó muốn trêu ghẹo ta chăng? Được, để ta quả lại cho rõ tài Trần Tú Quyên này vậy. Dương Tính ơi. Dạ dạ. Dương Tính đó, mày thấy chưa? Dạ. Thật là một giai nhân hiếm có, đẹp tuyệt trần, đẹp tuyệt trần. Ta không thể nào yên lòng được trước sắc đẹp kinh thành này rồi Tính ơi. Dạ. Rồi rồi, cậu nổi máu đa tình nữa rồi. Ừ, cậu nổi máu đa tình rồi. Nè nè Dương Tính. Dạ. Đó, ta thấy hình như là nàng đang tìm một vật gì đó Dương Tính ơi. Dạ đúng rồi, em nghe đâu cô ấy đánh rơi một chiếc khăn mà lại nghe nói là chiếc khăn màu hồng. Chiếc khăn màu hồng? Dạ. Em nghe hai cổ bạn tán nói rõ ràng mà. Vậy thì ta phải ráng tìm cho được chiếc khăn đó nghe chưa, để có dịp làm quen với người đẹp. Cơ hội phải nắm lấy, cơ hội phải nắm lấy may mắn này, đừng bỏ lỡ Tính ơi. Dạ, dạ đúng rồi, nhưng mà dễ gì tìm được cậu ơi. Ráng tìm đi, có công mài sắt có ngày nên kim mà. Mau mau mau. Ủa, Trần Tú Quyên lại có mặt ở đây nữa à? Chào anh Dương Hào. Giữa tiết xuân không vào chơi chùa Ngọc Hồ kể ra cũng đáng tiếc lắm. Đúng. Ừ, nhưng mà nho sĩ họ Trần đang cầm gì trên tay vậy? À, một mảnh khăn hồng. Mảnh khăn hồng? Tính ơi, mảnh khăn hồng. Mảnh khăn hồng của ta. Vậy. Cái khăn này của công tử Dương Hào ư? Kể cũng lạ thật nha. Đàn ông mà xài khăn con gái. Có gì đâu lạ mày. Chính tao cùng cậu tao tìm kiếm mảnh khăn màu hồng, đảo quanh khắp chốn rối rối trong lòng. Nào ngờ gặp Tú Quyên với khăn trên tay, hãy giao cho ta ngay. Thật là ngang ngược, khăn này tôi lượm được của khách bốn phương, nào phải của họ Dương. Gì sao? Bây giờ hỏi đưa cậu ta mau không? Ta rất cảm ơn cậu ta sẽ cho tiền đưa đây. Vậy cái khăn này của họ Dương hả? Không phải của họ Dương, mà cũng chẳng phải là quý giá cao sang này để đợi cho được. Với ta thì quý lắm, mau đưa đây. Không thể được, phải đưa đây thôi. Thật không ngờ một công tử dòng dõi quan mà lại gian tham như vậy à. Ê gian tham sao mày, cái thằng mỏ nhọn hả? Gian tham sao?
Ai bị đứa ai mỏi nhỏ mày? Mày dám mắng cậu tao hả? Tao cho mày hay nha. Với uy quyền của ông tao trên mảnh đất này hả, cậu tao giận thì khó sống nha con. Khôn hồn hãy im lặng. Lộn xộn mà tao cắt lưỡi là hết liêu lo. Biết rồi, Dương Hào lại ai mà không biết tiếng. Nhưng mà tiếng tâm đó không hù dọa được cậu Trần Tú Nguyên của ta đâu. Thật là bướng bỉnh, nghĩ thật đáng giận cho em gái của ta. Tú Nguyên, ngươi nghĩ gì về Dương Quanh Quanh? Người muốn nói gì? Ngươi và Dương Quanh Quanh em gái ta đã hứa hẹn cùng nhau, giả giờ không biết hay sao? Đáng khen cho một nho sinh lời lẽ ngọt ngào, nay chỉ vì một chiếc khăn học bé nhỏ làm phật lòng anh của kẻ mình yêu thương, ta e rằng sẽ đứt đoạn tơ Dương. Người nên hiểu rằng tôi và tiểu thơ chẳng có lời nào hẹn ước tơ duyên, chỉ mới quen nhau qua thi quả cầm kỳ, nào có quan hệ gì đến chiếc khăn kia. Thôi hãy đi dạo đi, đừng nói nữa kéo ta nổi giận. Em gái ta từng được bao Dương tôn công tử rấp rành bắn xẻ, nhưng không ngờ nó lại có cảm tình với ngươi. Hãy ôm lấy dịp mày hiếm có được giàu sang. Người đời sao xem thường Trần Tú Nguyên này vậy? Nếu ta ham tiền thì đâu có chịu làm kẻ hàng xinh nhàn nhã thế này. Công danh bạc tiền như bọt bèo trên sóng nước. Công danh như bọt bèo sóng nước. Khi đói kém thì uống lưỡi thở than, rồi làm thơ chống bán cái quyền quý giàu sang. Lý sự thì bạc vàng xem như cỏ rác. Được, ta chấm mắt xem ngươi. Thôi ta đi. Đứng lại, đâu có đi dễ dàng vậy được. Muốn đi là để chiếc khăn lại, đừng muốn đi đâu tỷ. Mày làm gì mày chọc giận hả? Tao cho mày nghe nha, mày chọc giận là ngày hôm nay là cuộc đời mày mất vui nha mày. Sao vậy? Công tử nên biết điều trả lại chiếc khăn. Thôi đi. Không. Đưa đây. Trả lại đây. Không trả. Rồi đánh đây. Đánh này. Dán Ngọc, em hãy xem kìa, nhìn hồ nước xanh xanh, ngắm rừng sen trắng trắng, nghi ngút hương trầm tỏa quanh khắp chốn. Cậu ơi, người đẹp cậu ơi. Kìa là giai nhân gót sen hồng tha thứ, như tiên nữ cung hằng khiến lòng ta ngây ngất. Tao xỉu mày ơi. Cuối cảnh hứa tình đến thơ, từ bên câu chưa đến ngọc hồn. Ơi giai nhân tuyệt sắc tuyệt sắc, lời nàng như hoa như gấm. Dạ còn hơn gấm hơn hoa đấy cậu ạ. Dạ đại công tử Dương Hào xin kính cẩn nghiêng mình chào giai nhân tuyệt sắc à. Dạ còn con á là tiểu công tử Dương Tính kính chào bá mẫu. Ủa lộn, tiểu thơ. Tệ nữ chẳng dám nhận những lời nhún nhường kia. Chẳng hay nàng ở phương nào đến, hoặc ở lân cận đâu đây mà tôi chưa hề quen tên biết mặt. Nàng cũng thuộc dòng dõi trăm manh đài cát phải không? Dạ không, tiên nữ không là kẻ sang hèn như thế nhân thường nói đến. Bốn bể là nhà, cảnh sắc hữu tình là nơi quốc qua thường vui dạo. Nàng thật khéo đối đáp vô cùng, lời tuy ít nhưng ý tứ thật là bóng bẫy sâu xa, khiến sai đắm cả lòng ta. Đa tạ công tử nói quá lời, tiên nữ nào xứng đáng với lời khen tặng đó. Thưa, còn đây là... Thôi, giai nhân để ý làm gì kẻ phàm phu thô tục đó. Hả? Nó nói mình là phàm phu thô tục, để tôi tục vô mặt đó. Thôi mà hữu danh. Thưa nàng, nếu tôi đoán không sai thì hình như nàng đang tìm kiếm một chiếc khăn màu hồng phải không? Ủa, sao người lại biết rõ tôi đánh rơi một chiếc khăn? Lạ thật. Điều đó có chi là khó đâu, nàng biết chăng cõi lòng của ta khi thoáng nhìn dáng ngọc yêu kiều, vội tìm nàng khắp nơi nên ta đã biết nàng đánh mất khăn. Tôi đã ra công tìm kiếm được mảnh khăn hồng lụa quý,
xin kính dâng lại nàng, chỉ mong được đẹp lòng giai nhân. Rõ ràng chẳng sai, ôi ngôn từ của một kẻ hào hùng, chỉ vì mảnh khăn phải trở thành gian xảo nhớp nhơ. Nực cười cho một kẻ sĩ bụng lại chứa đầy gian ý, cướp khăn ngang tàn để mua chuộc được lòng giai nhân. Gã liêu láo kìa. Dạ. Ở đâu dám chen vào việc của cậu ta? Dạ mặt bây giờ nói vậy vậy vậy. À, công tử Dương Hầu này tráo trở như vậy à? Người ta lượm giật đại rồi cái nói mình lượm à? À, té ra chiếc khăn này là do nho sinh này lượm được. Đúng vậy. Rồi công tử này chiếm đoạt, rồi định trả lại chị tôi. Y vậy à? Lại thêm một điều lạ nữa. Nè nè, nàng đừng tin lời cái tên này ha, không? Nó nói bậy đó. Chính tôi tìm được và lượm được khăn, hiện nó ở trong tay tôi đấy nè. Ta không cần dành chi việc ấy, khăn được trả cho chủ nó là đủ rồi. Làm kẻ lượm được khăn cũng chẳng vinh dự gì. Thôi, ta đi. Đi cậu. Quang. Khoan cậu. Xin chàng ở lại. Tôi có cách biết được ai là kẻ nhặt được chiếc khăn này. À, thật là thú vị. Hay quá. Người đẹp ơi, người đẹp làm sao biết được người đẹp? Ai đã nhặt được chiếc khăn, tất biết trên chiếc khăn này có gì. Trời, giai nhân khéo hỏi không? Đó chỉ là chiếc khăn lụa, thương thông ngạt ngào chứ có gì đâu. Nhất ẩm huỳnh tương bách cảm sinh, nguyên xương đạo tận kiến dân anh. Lam kiều tiễn thị thần tiên quật, hà tất khi khu thượng ngọc kinh. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay cái gì, hay gì, hay cái con khỉ. Trời ơi, nín thì mỏi. Dạ. Đúng là một tên điên. Người ta đang nói về chiếc khăn lụa hồng, tự nhiên cái nghiêu ngao ngâm thơ ngâm vắng. Trời. Bài thơ này của tiên nữ Vân Anh gửi cho nho sĩ Bùi Hàn đời Đường. À, hay lắm, đúng rồi. Tôi có lời cảm tạ chàng, người đã nhặt giùm chiếc khăn rơi. À, tiểu thơ nhầm rồi, cái khăn này tôi lượm mà. Bài thơ rõ ràng trên khăn này đây, chẳng ai gạt được ai. Lộ tẩy rồi con ơi, lộ tẩy rồi. Mày muốn gì mày? Lộ tẩy gì? Mày nói gì? Lại lại. Sao sao sao? Mày nói sao? Cái thằng nhỏ mọn, cái thằng xí sọn, cái thằng mỏ nhọn, cái đồ tán tận đồ lận đận, lòng dạ nó đang căm hận mày, đừng chọc tao giận, tao cho một trận cuộc đời mày tan nát thành cái mận. Tao đốt mày cái hết lùng luôn các mày. Đại huynh. Dương quanh quanh. Đại huynh. Ơ kìa, Tú Quyên chàng. Đại huynh. Có gì mà Đại huynh cùng Tú Quyên giận nhau như vậy? À, thì người yêu quý của cô đó. Chỉ vì chiếc khăn mà ta không thể dằn cơn tức giận. Vì chiếc khăn? Chiếc khăn sao? Khăn của ta đánh rơi, hắn quyết chiếm lấy. Ồ, tưởng gì, chứ chuyện chỉ có vậy thôi sao? Tú Quyên chàng, nếu chàng muốn, em sẽ tặng chàng 10 chiếc khăn lụa quý. Không, cô lầm rồi. Tôi đòi khăn đâu phải vì chiếc khăn đẹp hay quý, mà vì lẽ phải. Lẽ phải gì? Chiếc khăn ấy của tôi, đó là lẽ phải. À, hay là chàng... Còn nghi ngờ gì nữa? Bướm ông kia đã say đắm mảnh khăn hồng, đã chọn làm người thì đừng có tủi hận. Ta đã nói văn thơ của hắn chống hạng phú hào, mê hoặc dân chúng. Gần hắn chỉ có nhiễm độc chứ ham trao đổi văn thơ để làm gì. Rồi đắm mê người yêu của anh nên nó toan giành giật đó. Trời, thật đáng căm giận cho ta. Làm kẻ ông buông trăng qua, mồm nhã ngọc phun châu, bụng chứa ý gian tà. Quên hết những ngày soi ánh trăng ngô, cùng quả dân làm thơ. Nàng đã hiểu lầm ta, cùng đề thơ quả dân đó là nghĩa bạn bè. Như bao nhiêu người cùng tôi sai thu văn chương, đó cho sáng mắt của cô ra. Từ đây không nên mơ, không nên mộng với những kẻ cùng sinh ăn ngược nói xuôi. Ai mới là người ngang ngược đáng khinh, hãy mau mà về nhà để tự soi gương. Em đi đừng ngạo mạn, kẻo ta đây nổi giận. Một lần ta truyền ra số phận mê ác tật, không kịp hối hận nha. Công tử quen dọa nạt nhiều người rồi chăng? Trần Tú Quyên chưa hề biết sợ thế lực nào. Thưa Dương tiểu thơ, tôi thiết nghĩ tôi và tiểu thơ không liên quan can hệ, thì chuyện của Quyên này tiểu thơ chớ bận lòng. Đành lòng nào
xin giữ lời, không giao ước, không tuyên thề. Qua bao ngày thơ hòa chung mây dần, tuy hồn thơ ý văn triền miên, nhưng tâm lòng hướng đi hai đường. Tu quyên tôi trắng tay yên phần, không gió cao à. Ngàn mai sẽ văn mất nhòa tôi tâm, có ai hiểu cho tim này đã quyền trao ai rồi. Mở ngày nào ta cùng kề chung lối về đủ qua đây đường. Chàng, tôi có làm điều gì tiểu thơ phải hận? Trời ơi, còn lời lẽ nào chua chát hơn của một kẻ vô tình trước tấm chân tình của một tiểu thơ khuê cát, ước mơ cùng khắc văn nhân. Tú Quyên, rồi chàng sẽ đón nhận hậu quả phũ phàng khi quanh quanh này bị người búng rây. Giá biệt quanh quanh rồi, một người thừa đi rồi, còn một người thừa ở lại, sao không chịu đi luôn đi? Nến mày, Trần Tú Quyên, mày dám làm nhục ta, làm nhục em gái của ta, mi phải chết. Chuyện đời nghĩ cũng nực cười, giật khăn không được rồi đòi đâm nhau. Im, Tú Quyên, chớ có khoe khoang, miệng lưỡi đứa quên quang, đi dòm lén ở trên khăn, còn đùa cận giai nhân à. Người nặng lời sao chẳng xét suy rõ, rồi chui cái mà chi. Khăn đã hoàng nữ chủ, dành nhau để làm gì. Nhớ mãi bài thơ cũ, xin từ giả ra đi. Kìa, sao chàng vội bỏ ra đi, hãy để kẻ này cảm ta vài câu. Tên khốn kiếp khinh khi tao thẩm tệ, phải giải cho mày một trận nên thân. Dạ nhân đâu, mau ra tay liền, trị cho chừa cái thói nghìn ngàn. Giá đâu mày, giá đâu, giá đâu, giá gì đó mày, giá thằng mày, vô, vô mày thôi, vô, vô mày thôi, vô. Đời nay nhân nghĩa tựa vàng mười. Gì vậy? Có của thì hơn hết mọi lời. Úi da trời, úi da. Trước đến tay không nào thốt hỏi. Úi da mày, nhào vô, quýnh đau. Sao vào túi nặng lại vui cười. Úi da mày, quýnh đau cậu ơi. Anh chú mừng hơ hay, rủ rủ chè chè thết tả tôi. Quýnh đau quá sao dám vô. Người của lấy cân ta thử nhắc, mới hay rằng của nặng hơn người. Sắp vô. Quýnh đau quá không dám vô. Có chuyện gì mà mọi người tụ họp nơi đây vậy? Nó kiếm chuyện á. Hà Sinh, chẳng có gì đâu huynh, chỉ là chuyện hiểu lầm nhỏ nhen thôi. Dạ nhân, mày bắt Tú Quyên cho tao lẹ lên. Dạ. Chuyện gì? À nè, tên này dám làm nhục tao, tao phải bắt nó đó mày. Không, không ai được chạm tới Trần Tú Quyên. Trời đất ơi, Hà Sinh, bữa nay mày dám xen vô chuyện của tao hả? Dương Tính. Dạ. Bắt nó luôn. Dạ, bắt. Nhào vô. Dạ, để vô. Vô. Dạ. Chờ tao, mày chờ tao, mày chờ tao. Ô, chạy rồi, chạy rồi. Bác sĩ ơi, ngợp ngợp em. Xin lỗi cô nương, kẻ võ biền này đã làm cho cô hoảng sợ, tội thất kính xin tha. Dạ không có chi, tráng sĩ đừng e ngại. Dạ Hà Sinh. Chị Giáng Kiều ơi, Giáng Ngọc không có sao hết à. Ý, một người tên Giáng Kiều, một người tên Giáng Ngọc. Cậu ơi, cậu Hà Sinh ơi, giờ không biết cậu đổi tên đi. Tên gì? Giáng Trần á. Bậy nè. Tạm biệt Tú Quyên, ta đi ngoạn cảnh. Đa tạ Hà huynh. Tráng sĩ, tráng sĩ. Giáng Ngọc, Giáng Ngọc. Giáng Ngọc. Tôi là kẻ tám sinh hữu hạnh,
mới được dịp quen biết cùng nàng. Cũng may nhờ có mảnh khăn duyên. Chàng nói quá lời, thân thiện nữ như bèo bọt mây trôi, có đáng kể gì với tao nhân mặt khách. Xin nàng trở nên khiêm nhượng, chẳng hay nàng từ phương nào tới đây, cao danh quý tánh là chỉ xin cho biết. Chàng muốn biết lắm mà. Kìa, có điều chi nàng e ngại? Không, tiếp chỉ ngại rồi đây. Ta phải làm kẻ nuông đoài thương nhớ người nuông đông, khi cách mặt xa lòng, vì thân thiếp đây như hạt nổi mây ngàn, như là rương khói chơi vơi. Nay được tao phùng với thi nhân hào hoa phong nhà, ta cứ giữ mãi kỷ niệm êm đềm ấm áp mối cảm tình. Ôi nhìn dáng ai khiến đồng tình có cây, phải chăng ngày hôm nay ta lạc vào hồ thiên thai, lần lần trên mây sai sai qua nghe con tim mà rộn rã. Và thấy như bầu trời bóng nở hồng khắp nơi, cùng ai ta ngộ giữa cảnh sắc mộng mơ ngàn hoa đua nở. Chiếc khăn kia như khơi dậy hồn xuân khiến cho ta rộn rã môi tơ lòng. Ta ở đây mà cứ ngỡ như đang lạc bước đến cung hằng. Giai nhân ơi, phải chăng nàng muốn đùa với một hàng sĩ sống cô đơn để cho năm tháng dài mãi ôm mộng sầu thương? Tú huyên này nào phải lưu nguyện ngày xưa, chùa Ngọc Hồ sao ta ngỡ là thiên thai huyền ảo. Ta sẽ kết thành những dần thơ tao ngộ, vì ta gặp nhau chẳng biết có duyên gì. Chàng là nhu sĩ tự hỏi lòng mình, sao mơ giấc mộng tình tiên nở thiên hạ. Ta là nguyện lưu lạc đến non tiên mong tìm nguyệt lão xe tơ hồng. Đây là Minh Câu Ngọc Hồ, chứ nào phải non bông. Dẫu chẳng phải thiên thai nhưng ta đã gặp được nàng một giai nhân.
vàng khắc ghi cho lời chân thật của nho sĩ Tu Nguyên son sắt một lòng. Mày đâu? Dạ. Đánh chết thằng Tu Nguyên cho tao, bắt người đẹp về cho tao. Mày nói gì? Các người không được phép chạm vào người của ta. Trước là Tú Quyên chẳng được thưởng, mà bà bán tranh mà tranh gì? Tranh tiên nữ đẹp tuyệt trần. Vậy mà bán cho tôi đi. Bà muốn mua tranh à? Bà mua không nổi đâu. Sao cái mụ này nói giọng như thái quá. Giá bao nhiêu mà giữ vậy? Giá bao nhiêu? Vô giá. Tôi nói cho bà biết, tranh của tôi gặp người phải thì cho không, còn người xấu đó hả? Sao? Thì lấy 100 lượng bạc. Trời đất ơi, gì mà kỹ vậy? Như thế nào gọi là người xấu? Kẻ xấu là người cho vai cắt cổ, hút máu dân nghèo, miệng lằn lưỡi mối, bà biết chưa? Nè, bộ bà muốn chịu xéo tôi đó phải không? Không đâu nha, tôi là người hả? Ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức ba đời rồi. Nè tôi cho bà biết không, tôi cho vai á là để làm ơn cho người đời đó thôi. Nếu bà chẳng cho không hả? Nè thì hãy bán rẻ cho tôi đi. Bán rẻ? Cho không. Chứ sao? Tôi cho không bà. Được. Nhưng tôi cho bà biết nha. Đây. Sao? Người mà không có đức giữ bức tranh này, thế nào? E rằng sẽ mang tai họa. Ôi trời đất ơi, tôi đây hả? Nói thiệt kia bà, tôi đức hạnh đầy mình mẩy mà bà đừng có lo. Tôi mà được nghĩa thơ tôi thưởng hả? Chứ có tai họa gì. Cảm ơn bà tôi đi nha. Khoan! Đứng lại! Dạ. Không được cục kịch, không được nhút nhít. Sao vậy? Trời ơi dạ. Tôi đã bắt được quả tang rồi. Trời ơi. Nè. Ơi, làm gì? Bà, hả? Bà vừa gặp cha nào? Ai? Vừa gặp ai? Hả? Bà vừa gặp thằng nào? Nói mau. Trời đất ơi, tôi có gặp ai đâu, ông làm gì vậy? Tôi biết mà, bà gần đây bà sách tâm lan dạ. Trời đất. Nên tôi mướn người theo dõi bà mấy hôm nay. Trời ơi. Tôi được báo là sao? Bà hòn hè. Hòn gì? Ủa bà hè, hòn hè hòn ủa? Cái gì? Trời lộn, bà hẹn hò. Bà hẹn hò với một lão già ở cầu Đông này. Trời đất. Quả tình. Sao? Quả tình bà. Sao? Mới vừa tự đàm với lão ta. Có chối cãi được nữa không? Tôi chối cãi nữa. Trời ơi. Lão kia, nó ở đâu? Hả? Nó lẻn trốn đâu mất rồi. Nè, ông ơi, ông bình tĩnh đi. Tôi từ từ đàm mật đàm gì với ai đâu hả? Đồ thằng cha già chết. Hôm nay bị đặt sinh tật ăn ghen rồi nó bậy nữa ha. Ông nói tôi làng chà gì nữa hả? Trời ơi, máu sẵn hậu tôi lên rồi. Xuống con. Còn gì nữa mà bà chối leo lẻo chứ? Bà hãy nói cho thông làm gì bà đến cầu Đông. Thằng nào bà mới kề vai họ hẹn gì nhau tình tự làm sao phải khai khai rõ ràng. Ông nói năng hàm hồ coi chừng thục lưỡi đặc hiệu lão già nào. Chỉ có mụ bán tranh tôi đến hỏi mua. Ông nói cơn ghen chắc là điên khùng. Nó bán cái gì đâu, cái lão già đâu nhìn thấy tôi lại trốn. Chẳng tìm ra thì tôi sẽ giết bà. Trời đất ơi. Sao? Lão nhân tình của bà đâu? Kêu nó ra đây. Ngon, ra đây đánh ta đôi. Trời ơi, tình nhân gì đâu. Nè, bọn ông thấy sao đó là mẫu bán tranh đó. Bán tranh. Ủa? Bán cải. Bán bánh bao. Bán hòm về mặt lão. Bán gì cũng tình tự với bà được mà. Trời đất ơi. Cái ông già ăn bậy nói bà cái chân bà la sét giận hỏng á mà. Giận hỏng á.
Bà đừng lép xép tôi giả bà tẹt mép. Bà đi à, kim kép chê tôi lưng còm rộng răng. Ôi, thằng cha cô hồn đừng có hỏi dặn dồn. Tưởng ai cũng như mình mà lại có máu dê sồn. Dê sồn mà, dê sồn, nhưng mà dê sồn. Nếu mà cho bà cười, tôi thấy rõ ràng đực cái một đàn. Khổ thân và tóc rụng tôi mọc sừng. Với bà mới tí tê để tìm tôi tay tê. Ôi ôi, mình ơi, nín đi nha, nín đi nha, mình ơi. Đừng có giả hàm. Tôi sẽ cho bà biết. Sao? Tôi sẽ bóp cổ bà. Khai, khai, khai không? Khai không? Khai không? Hò giả mà. Bây giờ hò hả? Mình ơi, bà bán tình để làm gì? Bà bán tình làm gì? Bóp cổ em muốn thuộc lưỡi gà của em luôn. Mình tỉnh để em nói. Nè, Dương Tiểu Thơ nhờ em ra đây để mua tranh tố nữ nè. Cái gì? Không có mít tố nữ, mít ướt, mít rau gì hết. Cái gì vậy? Tranh trai biểu mua mít đâu? Cho mày nói gì mít? Mít tố nữ gì? Nè tranh nè, thôi đi. Tranh hả? Ủa? Tranh gì? Đưa đây xem. Nè, mắt có lé không? Nhìn không kỹ đi. Hay cho bà. Cái gì? Hay giỏi cho bà. Hả? Bà dám qua mặt ta hả? Tiên nữ đẹp không? Tranh trợ tiên nữ ha, này tiên tổ cho tôi tiêu diệt chứ tiên người nói gì? Nè, lão tình nhân của bà. Hả? Tặng cho bà đây nè. Trời ơi, bà nói tiên nữ. Tiên nữ. Trời ơi, mình tiên nữ. Ôi, chết em mình rồi. Tiên nữ. Trời ơi, cái này tiên tổ tôi chứ tiên nữ cái gì? Nè. Ôi. Gọi là đi, tiên nữ gì? Tôi mới mua đàng hoàng, tranh tiên nữ. Đâu để coi coi. Trời ơi. Ôi, sao lạ vậy nè? Xỉu hả? Xỉu hả? Làm mẫu xỉu hả? Tỉnh dậy. Rõ ràng là cái bản mặt của tên già o đầm nó nhìn tôi trần trôi. Thật hay cho bà mỏng mồi nói dối. Nói dối à? Dối à? Mì đã tư tình với lão già kia, cái lão dê sồn sồn rồi bỏ ta gối chiếc nghề. Ôi mình ơi, cánh hoa tan nát đau chết em rồi mình ơi. Trống già xé thịt luôn. Ôi mình ơi, chớ nên ghen lầm. Có ai hiểu quan tình cho đời hoa. Hẳn tin ngay ta phải cả. Ta giết mì cho rồi. Ôi, chúa giận thì mình ôi. Ta đánh mì, xé mì, xé mì cho chừa. Đau quá mình ôi. Đau hả? Đau hả? Tôi cho bà chết luôn. Mình về ơi. Nhà. Về nhà bà sẽ biết tay tôi. Sao? Tôi đánh tôi quá. Sẽ nướng đũa sắt. Chế vậy? Châm vào da non của bà. Trời ơi, thúi thiệt hả? Tôi sẽ nấu nước sôi. Chế vậy? Tôi đổ. Đổ đâu? Đổ vô chim bà cho bà hết đi. Già, già mà rồi không còn nên nết. Bỏ lại sao mày? Quan cho tôi lắm nè, bỏ lại sao mày? Để tôi đi mua sắt đâu. Già, già. Trời ơi, tôi đi mua tranh mà bị thằng cha già dịch này. Kính chào bà lão, có phải bà lão là người bán tranh? Phải, chú em muốn mua tranh nè. Dân, mà bán tranh gì?
Tôi chỉ bán có một loại tranh vẽ truyền thần. Nè, có một bức quý lắm, cái phàm phu tục tử không thưởng thức được đâu. Vậy à, xin bà lão cho tôi xem. Đây. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Lão bà, lão bà bán bức tranh này bao nhiêu? Chú em muốn mua à? Vâng. Có thấy thích không? Có thích mới hỏi mua chứ. Xin bà lão cho biết giá. Giá bao nhiêu à? Dạ. Ta xin nói, đây là bức tranh vẽ truyền thần hình tu nữ, đã làm xiêu lòng những bậc dương tôn công tử. Chẳng đủ tài, đủ hạnh, đủ say mê nên chẳng thể dùng tiền mua tranh làm chủ. Lão bà nói nghe qua thật lạ lùng, bức tranh thế nào để tôi mua xem thử. Công tử à, tranh này hiếm có trên thế gian, tôi đây chẳng bán nó bằng bạc vàng. Vậy chứ bà bán bằng gì? Những ai biết yêu kẻ khác hơn thân mình, dám trong những bất bình sẽ được tặng không. Còn kẻ tầm thường á, bạc hối cũng có đừng mong. Tôi đây kém đức nhưng vẫn có tấm lòng, cũng biết đau buồn trước mọi bất công. Dạ, tôi tên là Trần Tú Quyên. Cậu là Trần Tú Quyên? Vâng. Trần Tú Quyên là cậu? Dạ. À, hèn chi mụ có nghe, dù trong tay không thiên binh vạn mã, không biển giao rừng gươm, nhưng ngọn bút của văn nhân có thể đạp lũy phá thành, gọi dũng cảm nô nung lòng chiến sĩ, bảo vệ quê hương trước ngàn địch quạ, bức phá xích xiềng nô lệ bất công, gọi tình thương đoàn kết một lòng, chống ô lại tham quan cho đời thêm tươi sáng. Hay, hay lắm, tranh vẽ gặp đúng người rồi. Chú em, nè, chú em hãy mang về đi. Dạ. Tôi không nhận tiền đâu. Lão bà nói thật à? Nói thật đó. Nhưng xin đa tạ lão bà, xin đa tạ lão bà. Ai, ai quýnh bà đâu? Ai ăn hiếp bà nói tôi. Đây nè, bà đó mày thấy chưa? Cúng tay gì bà mà thấy là mũi tao bị ăn đầu chưa? Nè nè, cúng tay gì bà mà thông qua tôi tàn tạ. Mày nghe lời tao, mày đánh đi. Mày đánh đi. Sao? Tôi đánh bà này hả? Ủa, tao chịu trách nhiệm cho. Mày đừng có lo, mày có chết thì tao chôn. Tôi đánh bà, tôi chết bà chôn. Ừ. Chứ lẽ bà để vậy cho chó nhại tôi. Bây giờ tôi đánh lo. Thôi mày đánh đi. Bà chịu trách nhiệm phải không? Ủa? Cái vụ hôm bữa tôi mượn tiền bà có bớt không? Trời ơi, tao nói mày nghe, hồi đó đang 14, bây giờ tao bớt mày đang 13 thôi. Tôi bớt có 13 thôi hả? Giờ còn nhiêu nữa? Bớt nữa đi. Thôi cũng được, 12 thôi. 12 phải không? Trời, chắc chắn phải không? Chắc chắn. Để đó tôi. Đây, bà già kia, biểu ơi. Tại sao bà cả gan vậy? Trời ơi, chỗ vợ chồng người ta đang hạnh phúc với nhau. Bà làm gì bà đưa bức tranh mà xíu vô rồi tự nhiên cái tranh này thằng cha già này trong đây bây giờ là vợ chồng người ta ghê với nhau. Bây giờ bà biết tay tôi. Nè, về lắm mà phá hoại cho càng người ta luôn. Bà chết. Chết. Trời ơi. Sao mày đánh tao? Tôi đánh bà sao bà đưa cái mặt bà vô chi? Tôi đánh là bà né chứ chúng bà này. Trời ơi. Hả? Bà đứng đi, mà đừng chạy để tôi đá. Chết ơi. Thầy ơi, chết tao rồi mày ơi. Tao mong tao cho tao đứng lên là muốn nổi nè. Trời ơi, tôi đá bà kia sao bà vậy, bà đảo rồi vậy. Trời ơi, bà đâu rồi? Trời ơi, khi dễ luôn. Trời ơi, sao bà nó mất tiêu rồi trời. Trời ơi, sao kinh khủng vậy? Ủa, đâu mất rồi? Trời ơi. Trời ơi, tôi sợ quá bà ơi. Trời ơi, chết mẹ. Anh làm gì mày ôm tao? Trời ơi, buông ra để chồng tao nó ghen nữa bây giờ. Trời ma, trời ơi. Trời ơi, mày làm gì ôm tao cứng ngắc vậy, buông ra. Trời ơi. Trời ơi. Ma. Ma. Xỉu. Sao cứ chờ trong hãy
ai. Dù đất trời núi sông có đổi thay, nỗi nhớ thương này chẳng hề phai. Cậu ơi, trời ơi sao cậu mãi mê tranh quá vậy cậu? Em nghe nói là các nho sĩ cùng cậu Hà Sinh và những người khác nha, lo lắng cho cậu nhiều lắm à. Vậy à, nhưng ta có gì đáng lo đâu. Cậu à, em thấy làm như cái nhà này có cái gì đổi khác à? Đổi khác? Dạ. Ta thấy chẳng có gì thay đổi cả. Em thấy chắc có lẽ là em thừa trong cái nhà này rồi phải không cậu? Em nói gì nghe lạ vậy? Cậu mướn người làm lụng ở trong nhà, trồng trọt ở sau giường, sao em không biết không hay gì hết trơn cái trọi vậy? Cậu có chê em không? Ta mướn ai? Mướn hồi nào? Sao em lại nói như vậy? Thôi mà, cậu đừng có giấu em nữa mà. Từ mấy bữa nay, em để ý thấy như là có người nào đó đến đây chăm sóc công việc trong nhà, quét sân dọn bếp, cơm nấu đầy nồi, cá rau thật ngon, làm sẵn cho ta em khỏi phải lo. Ngoài kia vườn tược rau xanh trồng trọt, cùng mấy nương phai mà chẳng rõ ai làm. Nói vậy có phải em thừa không? Thôi ta biết công em hờn giận ta rồi nói như vậy à. Lúc này ta hơi khốn đốn, khi nào ta khá hơn thì chúng ta cùng chung hưởng. Em đừng buồn. Trời ơi, em nói thật chứ không phải hờn giận cậu đâu. Ta có mướn ai đâu, chính em giúp ta, ta cảm ơn em lắm. Trời, tức ơi, cậu nói vậy thiệt là tức chết đi. Em có làm nát cái thân của em cũng không hề trách cậu nữa. Cậu chưa hiểu lầm như vậy mà. Em đừng nói quanh nói quẩn mãi, ta phiền lòng. Thôi, ta đi lên trên thôn trên á, dạy mấy đứa trẻ con bá hộ thiên nha. Trời ơi, tức chết đi được. Mình nói thiệt mà cậu ấy nói mình nói quanh nói quẩn, tức quá, tức. Thôi chừng bể ngực, ai làm gì mà tức giận hả? Nè, chỉ có bà đây mới tức giận cho cậu cháu nhà ngươi à. Ủa, bà này ở đâu sòng sọc vô nhà người ta nghe lén, rồi có nói tức này tức nọ, mà tức ai mà giận nghe kể bà chứ. Nè, mày dám nói ngang với ta không? Mấy chục lượng bạc của ta mày ăn giậm hết rồi không trả lời trả vốn, còn tính gây lộn để trừ phải không? Nè, tôi nói ngang hồi đầu, chính bà tới đây gây gỗ cho ai thèm gây gỗ với bà? Gây gỗ có mập béo gì không? Nè, tao nói cho mày biết không? Mày biết hôm nay tao đến đây để làm gì không? Không cần biết. Nè, đến để đưa tiền cho mày xài. Dạ, đưa tiền tôi xài. Trời ơi, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời chủ nợ lại thương dân nghèo, cho bữa nay bà tử tế quá. Không tử tế đâu con à, ta đưa tiền cho mi xài rồi ta lấy món khác mang đi à. Lấy món khác? Món gì? Nè, lấy đi đâu? Người ta thường nói thiếu thuế thì bắt vợ, thiếu nợ thì bắt con. Tôi chưa có vợ con, không lẽ bà bắt xác tôi hả? Mà đừng có nói bậy không. Ôi sợ, cái xác ông nhôm nhất ai mà thèm lấy, có đáng giá gì hả? Nè, tao lấy là lấy bức tranh kia kìa, tao mang đi. Không được, mua tranh cái kiểu gì mà ngang tàng quá vậy? Bà không được đụng tới bức tranh nha. Nè, tao cứ lấy coi ai dám làm gì ta không hả? Có tiền thì mua tiền cũng được, chứ kể gì bức tranh này chứ. Xí. Bà giỏi đường. Dạ. Tao đứng lại ngay, hỡi mụ già chủ nợ cho dây, không được ly tranh đi khỏi nơi này. Bà chẳng biết gì về bức tranh thần quý giá, dẫu có tiền rừng bạc biển cũng có mùa, kể cả những hàng quan chùa. À, mi nói rộng nói rắn về bức tranh, chỉ là miếng giấy thừa quẹt mực lên treo. Nè, tao lấy đi có ai dám làm gì? Nó đâu bằng mấy chục lượng bạc của tao. Xì, tranh có đáng giá gì mà mày nói ẩu? À, hay là mày muốn trả thêm phải không? Nói đi, rồi bà cho thêm con, bà sẽ rộng lượng cho nhiều hơn nữa. Gì vậy? Kỳ vậy? Trời ơi, thiệt là lạ nha. Bà đây định dịp đồ người mà còn làm bộ làm giả đây hả? Vu oan cho người ta phải không? Bà kia, đứng lên coi, đừng có chết bậy chết bạ trong nhà, không có hồn trơn đâu nghe. Trời ơi, mày ha, mày dám to gan lớn mật ha. Tao mua tranh xong mày dám đánh lén tao phải không? Nè, trời ơi, mày làm cho tôi tối tăm mày mặt. Tao xỉu như thế này. Đây, nè, có dám đánh tao á thì ngon lành mà đánh trước mặt bà đi nè. Mày đừng có hèn nhát mà đánh lén tao nha mày. Chưa thấy cái bà nào mà ăn ngược nói ngạo như cái bà này. Sao? Ai đụng tới bà hồi nào đâu rồi bà nói tôi đánh lén bà. Nói sao? Bà nói sao? Nè, thôi mày gian chỗ khác đi, để tao lấy bức tranh về cho rồi. Ôi, đừng, 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 đừng
cho dai rất hút máu người rồi bắt hả khùng rồi, trời ơi trời phạt ba rồi đó. Cái miệng mọi mày la bài hải, tay chân quơ quờ như mắt kinh phong á, lại nó ai đánh mình rồi bỏ chạy. Tức cười quá. Hữu Danh. Trời. Em nói gì đó? Dạ chào tiểu thơ. Dạ em muốn đi ngâm mấy bài thơ cổ vậy mà. Thiệt, ở cùng với nho sĩ có khác à. Nè, cậu của em đâu rồi? Dạ, cậu em đi dạy học ở xóm trên á. Sức khỏe của cậu em dạo này có khá không? Dạ cậu em hết bệnh rồi. Dạ hết bệnh từ khi mua được bức tranh này nè. Vậy à? Dạ. Kể ra bức tranh cũng quyền diệu thiệt. Nhờ tranh mà khỏi tốn tiền than thuốc. Dạ nhờ tranh mà cũng tại tranh. Ủa, có chuyện gì vậy em? Dạ thưa cô, kể từ khi có tranh á, cậu em suốt ngày ôm tranh than thở nhớ thương, chẳng buồn làm lụng gì cả. Tranh ơi, ta yêu em có yêu ta không? Sao em không nói, sao em không cười, mà nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vời. Dạ, cô xem thấy có phải là tại tranh không? Lạ quá, sao em không khuyên cậu một tiếng? Trời ơi, khuyên gì nổi, ổng lậm rồi, thét được cơm không ăn nè, nước suối không uống, chỉ uống nước dừa với ăn bông nhãn thọ không à, chắc có lẽ ổng sắp lên niết bàn rồi. Tô Quyên, trời ơi tôi hồ cho quanh quanh. Ta nhờ em vào tìm tập thơ mà ta gửi cho Tú Quyên hôm trước, nhờ Tú Quyên chỉnh dẫn đối dần thơ. Mau lên đi em, ta chờ nha. Tập thơ à? Ừ. Tập thơ màu gì? Màu xanh. À, màu xanh thì màu hy vọng. Được. Chắc phải màu vàng là màu tuyệt vọng kỳ lắm. Thôi em đi vô kiếm nha. Nhanh đi em. Tú Quyên chàng, chàng không nghĩ đến tình ta, chỉ vì yêu bức tranh này. Người không yêu người lại yêu bức tranh. Tranh có gì đâu mà yêu, là giấy mực, là vật vô tri vô giác. Tranh nhìn ta như khiêu khích, như tự hào đã chiến thắng ta. Ta xé mày ra trăm mảnh, ta đốt thành tro bụi. Mày cười khinh khi, cho là ta không dám làm à? Coi đây, máu ghen đã nổi đùng đùng. Dù ngươi là giấy hay là người, ta cũng ghen. Tú Quyên chỉ của riêng ta, ai giành ta xé, ta đâm tan tành. Ủa trời ra cái gì kỳ vậy? Nổ quá. Từ bà chủ nợ tới tiểu thơ, ai cũng muốn chiếm bức tranh này nhưng mà không ai lấy được hết á. Còn cậu Tú Quyên thì lại ấp yêu tranh. Thôi, ta phải đi lo cơm nước kẻo chợ tan. Tình em đẹp tựa bài thơ, có ánh trăng vàng, có ngàn vì sao.
Hữu Danh, ta khen em nấu nướng rất là khéo léo, cơm ngon nè, rượu thịt ê hề. Ta ăn rồi, em ăn đi kẻo nguội. Trời Phật ơi, tôi đi chợ mất cái gì nè? Ủa, mà tiền đâu mua đủ thịt? Thôi đừng có lảm nhảm nữa, ăn đi. Đúng là nhà này có ma. Cơm nấu ngon, quần áo giặt sạch, giường tược dung bón khéo. Gì vậy? Cậu ơi, cái việc này đâu phải do tôi làm đâu. Em không có làm. Tôi... Cậu ơi! Hả? Tôi ăn cơm rồi nha. Tôi phải đi thăm bạn chiều mới về nghe cậu. Cậu cũng phải đi công việc một chút đây. Đi, cậu cháu mình đi. Chính nàng đây rồi. Ta đã gặp lại người xưa, nàng không thể trở lại trong tranh được. Kìa, sao chàng làm như vậy? Chỉ biết mở tranh rồi thao thức suốt đêm dài. Sao ngày ấy nàng dối bỏ ra đi chẳng nói một lời. Từ buổi ấy biến tan nơi chùa Ngọc Hồ thơ mộng. Tôi cứ sống trong nhớ thương dằn vặt, muốn gặp lại người xưa chẳng biết ở nơi nào. Sao trời mong mang mối hận lòng chẳng biết tỏ cùng ai, rồi tự trách mình dương chi mối tình hư ảo, dối đắm sai người mang con tim gỗ đá. Sống trên bạc tiền dũng gấm, nên vừa gặp gỡ nàng lại vội vàng ngoảnh mặt quay đi. Nàng đi chẳng nói họ tên, để tôi ôm mãi nỗi niềm vấn vương. Nắng chiều trắng nhạt sầu thương, mưa trưa chỉ sợ đắm đường khổ đau. Chàng ơi, vuông xưa thiếp khách thanh tiêu, tiêu thù là họ, giáng kiều là tên. Ta chưa gặp nhau chẳng phải do thiếp nuôi lòng hờ hững, để chàng kéo dài niềm thương nỗi một khi thiếp đã vướng nợ trần gian, quyết đem thân liễu yếu cùng ai sẽ kết mối duyên lành. Nhưng thiếp còn lo ngại cho tình ta
dù xa quá. Hạnh phúc ta phải cho ta chung sức đắp xây trong niềm vui của người người mơ đời tươi sáng. Họ đang rên xiết dưới nanh vuốt bọn cường hào ác bá, đã vùi dập đời họ trong cánh tâm đống đau. Sự nghiệp để tạo hạnh phúc cho nàng. Không, chàng đã hiểu lầm. Tiếp nào phải là kẻ ham mê danh dĩ bạc tiền. Tiếp chỉ muốn cho chàng sống đời đáng sống, để không thẹn mình là một đấng sẽ rạng rỡ với đời. Danh cao bạc vàng núi gấm có ích chi khi ta sống ly với những chuỗi ngày quang phi. Rồi một khi vật đổi sao dời, ta cũng trở thành một kẻ trắng tay. Quả là những lời vàng ngọc, ta như chợt tỉnh cơn mơ. Từ đây bút phượng sẽ vén án mây mờ, cho thái dương lùa đi đêm tối. Hay lắm, hay lắm. Tay bút này không bao giờ mệt mỏi. Còn duyên tấn tần bao giờ chói rạng đèn hoa. Trao đổi văn thơ cho Tú Quyên. Trao đổi văn thơ? Hay em đến đây để nhìn hạnh phúc của kẻ khác hả? Để mà buồn rồi hận gì yêu. Đại huynh, đại huynh ơi, người con gái nào bước chân vào đời mà chẳng một lần yêu, yêu tha thiết bùi tình chân thật. Cao thâm thù này trần Tú Quyên đừng mong
Trần Tú Quyên sẽ quay về em. Em ước mong có chăng là trong giấc mơ. Ôi giấc mơ em đêm chàng kề bên em. Rồng đến nhà Tôm chắc phải có điều chi lạ. Tú Quyên đừng nói như vậy, tôi nào phải là rồng đâu, bạn học cũ lâu ngày nhớ nhau nên tới thăm vậy mà. Đa tạ, đa tạ, thật là quý lắm. Nè, tôi nghe Tú Quyên có vợ đẹp, được người người khen ngợi, quả là đáng mừng đó nghe. Anh nghe chi những lời theo dệt của thiên hạ. Ôi, người ta nói đúng, nhưng tôi thấy tôi tiếc và tôi lo. Có gì đáng tiếc và đáng lo? Có chứ, Tú Quyên chẳng biết thương hương tiếc ngọc đó nghe không, cho nên để cho Gián Kiều phải làm lụng cực nhọc, đang tiếc cho dài nhân tháng ngày phải khổ thân. Có gì đâu, nàng vẫn vui vẻ mà. Đã là gia nhân thì suốt đời phải được thành thời, Gián Liễu phải mượt mà tha thứ cho thiên hạ ngắm xem. Làm lụng tay chân nhan sắc dần dần phai nhạt, nếu để dài lâu sẽ tàn tạ dung nhan. Tú Quyên nè, lúc đó rằng ăn năn thì đã muộn đó. Tôi và nàng yêu nhau tha thiết với tất cả chân tình, Gián Kiều vì tôi nên làm việc hết sức mình, đó là hạnh phúc vô cùng, thật là đáng mừng, chớ có gì phải lo. Tú Quyên nói như thế là Tú Quyên biết một biết hai mà chẳng biết mười, khi nhan sắc đã phai rồi duyên nợ ắt xả rời, không kịp lo đâu. Kể ra cũng có lý, nếu vậy cũng đành chịu. Tại sao lại đành chịu? Tại sao Tú Quyên lại chịu bó tay? Ta phải có cách chứ. Cách gì? Nè, nghe tôi nha, bây giờ Tú Quyên làm nghề cho thương buôn đi. Nè, buôn ngọc á, nghe chưa? Buôn ngọc quý, nghề nhẹ nhàng mà tiền vô, ôi thôi vô số kể, một lần tới 10 lần á. Mặc sức, ăn xài tiêu phí. Tú Quyên nghĩ xem nha, Gián Kiều mà được sung sướng á, sẽ yêu Tú Quyên nhiều hơn. Nàng có ngọc trang điểm thì càng lộng lẫy tuyệt trần đẹp nhiều hơn nữa đó. Thế nào? Phải, nàng yêu ta, nàng có hạnh phúc, được như vậy thì còn gì bằng. Nhưng Tú Quyên là thư sinh, tay trắng không tiền. Rồi kìa, Tú Quyên lại băn khoăn về vốn liếng đó phải không? Có gì đâu sợ, nếu không có Dương Hào thì sợ, đã có Dương Hào đây thì Dương Hào sẽ lo. Có gì đâu. Nè, bây giờ nha, là bạn học cũ với nhau, giúp bạn lúc khốn cùng, đó là điều mình phải làm đó mà. Tú Quyên, hãy theo tôi ngay, ở nhà đang có chuyến hàng lời to thì ta sẽ chia đôi. Thôi ta về, Tú Quyên đến gấp gấp nha, ta chờ nha. Tiếp Dương Hào đó à? Phải, Gián Kiều, ta muốn bàn với nàng một việc. Việc gì vậy chàng? Ta thấy nàng làm lụng cực nhọc, thật không đành lòng. Làm việc nhiều, nhan sắc sẽ tàn phai đi, thật là đáng tiếc. Ta muốn nàng ở không nè, ăn ngon nè, mặt đẹp nè, dáng dốc ngọc ngà của nàng phải được điểm tô bằng nga ngốc. Tú Quyên, chàng nói gì lạ vậy? Chàng chê thiếp rồi chăng? Đâu có. Nè, ta phải làm việc thì mới có hạnh phúc được. Không, không đâu, nàng khỏi phải làm việc mà vẫn có hạnh phúc. Em à, ta sẽ đi buôn.
Nè, đi buôn thì tiền vô như nước. Ta tạm gác nghề văn chương của ta lại một thời gian. Nghe lời phân dường không gian chuyển xoay, tuy sống nghèo mà giữ tâm trí không quên mời, đôi lòng ta thân thắm trong sáng. Không vì tiền đánh mất niềm tin, bao quyền quý vẫn không nào sợ. Chẳng vì đời mài miết bút nghiêng, vì nhân thế bất tàn xiềng xích. Nhưng tương lai ta mịt mờ, giữa nhân thế kiêu sa huy hoàng, riêng mình ta hàng vi tái trắng. Nguyên vì nàng nhan sắc trời ban, thân nhà em khoác lên ngọc vàng, cho đời mình trăng ấp gấm hoa mừng hạnh phúc đôi ta triền miên. Tố Quyên ơi, bạc vàng không mua được trái tim nhung gấm, chẳng xây nên lầu hạnh phúc, mà chỉ có tình yêu chân thật sẽ tạo cho ta cuộc sống êm đềm. Gã Dương Hào sao? Hắn là kẻ xấu, ta ắt gặp tai họa chứ không có hạnh phúc đâu. Tú Quyên, dân chúng yêu mến chàng nhờ khẩu khí văn thơ, sao chàng lại bỏ đi? Xin đừng vì tiền mà lao vào nghề thương buôn đó. Thôi, ý ta đã quyết, nàng phải nghe ta. Ta đi đây rồi sẽ mang bạc vàng về cho nàng vui sướng. Nàng nên nhớ, ta chỉ vì nàng mới lao thân vào việc này. Ta đi đây. Tú Quyên, Tú Quyên, em không cần, em không cần. Oh, chị Giáng Kiều kìa, sao chị lại khóc? Giáng Ngọc, các vị tiên khác đã trở về thượng giới, sao em còn bệnh rịnh di chốn trần gian? Giáng Ngọc à, em không mau trở về ác sẽ bị khiển trách đó. Chị đừng lo, em ở đây bao lâu cũng được. Sở dĩ em còn ở mãi lại đây là vì... Vì sao? Chị đây biết rồi. Chị biết gì? Chị biết em đang sống trong mơ mộng em à đêm, rồi để cho mình rung động con tim à. Sao chị vội cho rằng em chẳng chê tiền
có phải người ấy tên là Hà Sinh không? Nếu đúng thì chị sẽ tính cho. Chị khéo nói à. Mà em ở lại đây chẳng phải chỉ có như vậy đâu. Em còn gì nữa, nói cho chị biết đi. Em lo lắng cho chị. Chị đã yên phận rồi, em có gì phải lo. Nhìn sắc diện của chị, em biết chị đang bối rối trong lòng. Em ơi, Tú Quyên đã thay đổi nhiều lắm rồi. Chàng không còn lo trao dồi thời gian để xứng đáng với người đời. Là chạy theo bạc vàng, nghe theo gã Dương Hầu với nghiệp thương buôn. Ôi người ta mơ ước nay còn đâu, tình duyên của chị chắc phải đành tan vỡ. Nghe chị tỏ bài nghịch cảnh sắp xảy ra làm ta đau khổ. Khi em muốn ở lại đây cùng ai kết duyên tơ tóc, dù em đã chẳng cành thiên đình. Ngày cũng như đêm chỉ thơ thần phiêu diêu trong khung cảnh mơ màng. Xung quanh ta chỉ thấy tiếng ống khô khan sâu bà, hay những tiếng bà khắc cổ mặt mày lạnh lẽo uy nghiêm. Cuộc vui đời đời kiếp kiếp chỉ là những điều mua lời ca. Rượu bồ đào chẳng được gì nồng cay, cuộc sống như ăn mấy ngàn đời đôi mãi mãi. Giang Ngọc, em nói phải, cũng vì thế mà chị đã xuống đây. Chị tuy bị khổ, nhưng biết đâu em gặp lại chàng Hà Sinh chẳng được nhiều hạnh phúc. Chị ơi, em cũng muốn được nối nhịp cầu duyên cùng với trang sĩ họ Hà. Chị ngại ai kia không phải là kẻ thương ngọc tiếc ngà, buổi đầu gặp gỡ lại cũng nói những lời chung thủy, rồi một thời gian sau dở trò ông bướm chán qua. Ta biết phải làm sao khi lỡ rời tiến cảnh, mua hạnh phúc lại chứng vào dòng hồ hân. Nên em chưa vội cùng ai tỏ lời hẹn, chặt trong lòng một mối sầu thương. Giáng Ngọc, em đừng ngại gì cả, hãy để chị lo. Nè, anh chàng Hà Sinh tánh tình thấy cũng tốt. Bây giờ em hãy về đi, một thời gian ngắn sau trở lại, ắt mọi việc đã xong. Dạ, em xin nghe lời chị. À, kìa, mảnh khăn hồng nên duyên của chị. Chị hãy tặng em đi, để em được may mắn như chị. Chị đâu tiếc mảnh khăn này với em, nhưng đây là vật kỷ niệm một đời của chị. Có chị đây, tình duyên của em chắc chắn gặp may mắn rồi. Biết đâu người ta có người yêu khác rồi sao. Kìa, anh chàng Hà Sinh của em đã tới rồi đó. Quỳnh, cô nay ở lại đây, tôi bận trước chị. Giáng Ngọc nè, tiếp chuyện với Quỳnh nhé. Chị, thôi mà, ở lại đây nói chuyện với người ta đi. Chị, chị ơi đừng bỏ em à. Dạ, kính chào Hà Quỳnh. Chị kịp vừa nhắc thì Quỳnh đã tới. Tôi thật là kẻ hữu hạnh mới được tiên nữ Giáng Ngọc quan tâm. Kẻ này gẫm lại thật may mắn mới được đứng ngoài trộm nghe những lời vàng ngọc của ai. Chàng đã trộm nghe. Thưa tiên nữ, chỉ là bất ngờ thôi, nào phải hữu ý. Bất ngờ hay là hữu ý cũng là cái duyên. Kìa,
sao nàng lại tỏ vẻ thẹn thùng như thế? Nàng hãy vui lên vì đã nói lên tiếng nói của lòng mình. Vì đôi con tim chúng ta trước sau gì cũng phải nói lên những tiếng chân thành. Chỉ sợ tình ai như gió thoáng qua mạnh, bước đi thoáng mát lòng người đôi phút, mặc cho ai bàng hoàng chờ đợi giữa đêm xuân. Để rồi cuộc đời này có kẻ phải bâng khuâng, bởi vì không dễ dàng kết hợp mối tình tiên tục. Ta phải mong chờ được tắm nước mưa ngâu, hay làm người lạc nẻo thiên tai quay về. Ôi gió xuân giữa bụi hồng mưa ngâu trên thượng giới, hay cuộc tình gian dở ở đồng thiên thai. Gẫm lại nếu có lòng thành cũng xóa được mọi mầm đau khổ. Quả là lời lẽ tiên nương soi sáng cả lòng ta. Hà sinh chàng ơi, cái lẽ đục trong là hoa phúc của con người. Kẻ đục người trong thì hạnh phúc xa rời, thì có sợ gì nghịch cảnh. Cơn bão táp hồng trần cũng tựa gió thoảng ngày xuân. Tình chàng thi thiếp không còn lời lẽ phân vân, ta sẽ đợi nhau một ngày xinh hợp. Thời gian càng dài càng thêm thấm thiết, đôi với đôi tim đã thật sự giao hòa. Phải đi đây, hẹn ngày tái ngộ. Ôi, nàng tiên của lòng ta đâu rồi? Giáng Ngọc, Giáng Ngọc. Nè, em thấy rõ Giáng Kiều đi rồi phải không? Dạ, em thấy rõ chẳng sai. Chẳng hay tiểu thơ đến đây có chuyện gì mà phải đợi cho Giáng Kiều đi vắng? Ta đến đây để hỏi mượn chiếc khăn lụa hồng của Giáng Kiều. Lạ thật, mượn khăn của người ta mà đợi người ta đi vắng. Sao em dại quá à? Ta mượn lén mà. Em, ta biết hữu danh có cảm tình với em nên mới nhờ em giúp. Xong việc ta sẽ thưởng cho nhiều tiền. Ta chỉ mượn khăn về thiêu cho giống rồi trả lại, vì kiểu khăn này đẹp và sang lắm. Dạ được, cô khỏi lo. Chỉ có việc cô hứa là cô phải giữ lời à nghe. Thì ta có xấu với em bao giờ đâu nè. Được rồi, cô chờ em chút nha. Ê, cái khăn màu hồng này của Giáng Kiều. Đúng rồi, cái khăn này của mợ Giáng Kiều. Ủa sao lại bỏ đây cả? Thôi để mình cất đi rồi, có cái gì mình trả lại mợ. Trời đất ơi, mô Di Đà Phật, người đẹp từ trên trời rơi xuống. Trời đúng phải tim tôi dội ngược ba vòng. Mệt quá. Ủa Hạnh, em đi đâu đó Hạnh? Em đi tìm anh đây. Tìm anh à? Tìm anh có chuyện gì thế em? Anh Danh ơi, em có việc nhỏ muốn nhờ anh giúp cho em. Việc gì anh cũng giúp hết á, làm gì anh cũng làm hết trơn. Trời, miễn người đẹp sai là anh làm à. Anh Danh ơi. Trời ơi, anh nói. Danh à. Nói gì nói đại đi, tự nhiên kêu hoài mắc cỡ quá à. Cô em muốn mượn chiếc khăn hồng của mợ Giáng Kiều. Hả? Để về bắt chước thiêu cho giống. Xin anh hãy vì em mà cho mượn. Chỉ vài hôm thôi là trả lại ngay à. Khăn của mợ Giáng Kiều hả? Ừ. Không được, không được đâu, khó lắm. Anh ráng giúp giùm em đi mà. Cô em thiêu rồi, em cũng thiêu nữa. Sẽ tặng cho người biết yêu hoa nè, mến ngọc
như anh vậy đó. Hạnh ơi, em biết không, anh thương em, ban đêm anh nằm mơ. Anh thương em, anh nói thương em thiệt tình. Ngày gần đây đám cưới thật vui, còn gì hơn chúng ta đẹp đôi. Còn gì hơn chúng ta đẹp đôi. Còn gì hơn chúng ta đẹp đôi. Đây nè. Phát. Hạnh ơi. Dạ ơi. Em biết không, cái khăn này nó quan trọng lắm đó. Nhưng mà vì tình yêu, anh cho em mượn nghe không? Dạ anh cho em mượn đi, em trả liền à. Nè, ý mà không được. Làm gì vậy? Anh sợ quá. Cho em mượn đi mà, em thương anh nhiều lắm đó. Thương nhiều phải không? Ừ. Đừng nói cho ai biết hết nghe. Ừ. Cho mượn đường trả gấp nha. Ừ. Kẻ mở Văn Kiều về hỏi rồi anh không biết trả lời sao cho xui à. Cô thiên xong á, lẹ em mang trả cho anh liền à. Nè. Cảm ơn anh nha. Thôi em về nha anh, danh của lòng em. Bữa nào rảnh cho tới nhà em chơi nha. Em mong đợi anh lắm đó. Má ơi, trời ơi, làm như con lớn thêm tuổi nữa rồi rồi. Kính chào Hiền Huynh. Chào Hiền Muội. Tú Quyên đâu rồi Hiền Muội? Tôi nghe nói dạo này Tú Quyên hay lui tới với Dương Hào nên mới đến đây biết rõ sự tình. Khổ lắm Huynh ơi, Tú Quyên bây giờ đã đổi tánh, nghe theo lời xúi dục của Dương Hào, đã theo nghề bán buôn, bỏ nghiệp thế gian cao quý của mình rồi. À, chào Hà Huynh. Giáng Kiều, Giáng Kiều nè, đây, tiền đây. Thấy chưa, nàng không phải làm gì cả mà vẫn sống sung sướng à. Để làm gì mà có nhiều tiền vậy? Tôi làm gì Huynh cần chi phải biết. Miễn Tú Quyên này không phải là kẻ trộm cướp là được rồi. Ta thương đệ, muốn đệ làm người tốt nên mới đến đây khuyên bảo vài lời. Huynh chỉ giáo cho đệ nhiều rồi, mà cuộc đời của đệ có ra cái gì đâu. Kìa, sao chàng lại nói vậy? Nàng đừng nên nói gì, hãy nhận lấy tiền này. Lại còn có viên ngọc đẹp nữa, để cho nàng trang điểm đó. Không, thiếp không phải là kẻ ham tiền ham ngọc. Chàng đã lầm rồi. Thiếp chỉ muốn chàng là người tốt. Này Trần đệ, thiên hạ nói về đệ nhiều lắm, nhưng ta không tin. Người ta đã nói gì? Người ta nói rằng nho sĩ Trần Tú Quyên đã bắt đầu nhớ mùi trụy lạc, quên rồi thú văn chương mê bạc tiền của họ Dương. Ôi ai nói mặt họ. Ta phải để tâm đến lời truyền giáo xúc phạm, là nho sĩ thanh cao phải khác hơn nho sĩ thanh lâu. Chuyện rượu chè nên tự kiềm chế lấy thần, ba chẳng nên vì bán tiền mà xa bấy bọn giàu sang. Đừng để mềm lòng bị đẩy vào tu vui hèn hạ, bạn bè thân yêu đêm ngày lo lắng không yên. Ôi cái chuyện này có can hệ gì tới Huynh đâu? Chắc Huynh cho rằng làm bạn với đệ bị nhục lây. Nho sĩ hàng sinh phải bị người đời rẻ khinh. Nếu vậy thì tình bạn ta ngày nay tùy nơi Huynh định liệu. Tú Quyên, đệ sao đệ vội vàng tức giận với lời của ta khuyên? Chỉ muốn Tú Quyên với đời phải hướng mặt, chẳng phải tầm thường mà ai chê bai cũng được. Chớ tình nghĩa đệ Huynh sao vì chuyện nhỏ bỏ đi. Ai có thân nấy lo, nên nhờ hư chịu, cần chi phải nói nhiều quá vậy. Giáng Kiều, tiền đây, em cứ đi sắm sim trang lộng lẫy, lướt ngà trăm bạc, mặc sức mà xuê xoan, tăng thêm nét đẹp. Không, em không cần những thứ ấy. Tú Quyên ơi, em chỉ cần đến tình yêu cao cả, cần cuộc sống thanh bận mà không thẹn lương tâm. Anh cứ
cút đi. Em chỉ muốn một Tú Quyên hàng sĩ, hình bóng đẹp mãi mãi ở tim em. Giáng Kiều, Giáng Kiều, nàng khinh ta. Nàng không nhận tiền, không nhận ngọc. Chóng mắt mà xem, ta sẽ tiêu xài số tiền này chỉ trong đêm nay. Chóng mắt mà xem. Tú Quyên, Tú Quyên, Tú Quyên, ta đã mất Tú Quyên rồi. Dương Quanh Quanh, em đã bày, đã bày yến tiệc sẵn sàng chưa? Đại huynh, thưa đại huynh, em đã lo xong, chỉ còn chờ khách đến. Nhưng sao đại huynh lại cho mời cả Hà Sinh nữa? Người này không ưa gì chúng ta đâu. Ơi không ưa gì ta chẳng cần đâu. Có điều là chúng phải sa vào bẫy rập của anh. Tú Quyên đã nhờ anh mà có tiền, đã bắt đầu ăn chơi sa đọa. Ta còn phải làm cho hắn và Hà Sinh thù nhau nữa kìa. À này, mảnh khăn hồng em mang về cho ta có lợi lắm đó nha. Lợi gì đâu em chẳng thấy, nó chỉ là mảnh lụa vô tri. Em sẽ thấy ngay. Này, ta sẽ dùng chiếc khăn để chia rẽ Tú Quyên và Giáng Kiều. Đại huynh, đại huynh định chia rẽ bằng cách nào? Ta nói chiếc khăn là của một phú ông giàu sang tột bậc. Nghe được tin này, Tú Quyên ắt sẽ khổ đau. Vừa giận vợ hiền đáng yêu hết mực thì tâm thần hắn ta phải dao động. Vừa hận bạc tiền mình chẳng có nhiều bằng ai, chẳng còn nghĩ lẽ thiệt hơn chắc chắn sẽ sa vào bẫy rập. Hai người khổ đau hạnh phúc không còn tuyệt diệu, nhưng làm sao họ biết tin lời mình không? Rồi đôi bên thay giả đôi lòng, chỉ vì mảnh khăn hồng mà hiểu lầm xa nhau. Em quá lo xa, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Tú Quyên là kẻ mê đắm điên cuồng, chắc chắn sẽ đánh mất niềm tin. Chắc chắn vì mảnh khăn mà họ xa nhau. Ngày xưa nhờ mảnh khăn mà họ gần nhau, thì bây giờ cũng vì mảnh khăn mà họ xa nhau. Và sau đó anh sẽ tìm đủ mọi cách, Giáng Kiều sẽ ngã vào lòng tay của anh. Đại huynh. Quanh Quanh, anh muốn khi Tú Quyên sang đây, em là người cho Tú Quyên biết sự thật về vợ hắn. Em phải bịa lời dối gạt Tú Quyên à? Đúng. Em nói, trong những lúc Quyên đi xa thì em đã gặp Giáng Kiều và một công tử kề vai bên bãi vắng. Hả? Ước hẹn nhau sẽ trốn, sẽ trốn ra đi xây hạnh phúc muôn đời. Đại huynh, và chiếc khăn này tên công tử kia đã lau ngấn lệ cho Giáng Kiều. Hả? Vì cho rằng sống với Tú Quyên trong túc liều sơ xác là địa ngục trần gian. Đại huynh, là khóa mình trong cơ cực, chỉ nhờ chàng ta tháo mũi sổ lòng. Đại huynh. Chiếc khăn này em đã nhặt được của gã thơ sinh sau buổi tiệc vừa tàn mà chàng ta khoe khoang trước mặt mọi người sau đêm ân ái. Đại huynh, không, không, em không thể làm điều như thế được. Quanh Quanh, em quên nó là kẻ thù của em mà. Em phải mạnh dạn loại bỏ ngay tình địch, kẻ đã cướp tình em. Đại huynh, dù rằng em tha thiết yêu Tú Quyên, mong được cùng chàng trăm năm hạnh phúc, nhưng em không thể dùng thủ đoạn để hèn hạ tiền, để bôi lọa lên phẩm giá người con gái như em. Ra tay loại bỏ địch thù dành lại người mình yêu. Anh ơi tiếc hẳn người con gái làm đầu, em không thể vì tình mà quỷ diệt thiên lương. Không chỉ riêng em mà anh cũng ôm
lụy ôm sầu. Anh yêu dáng kiều trằn trọc ngày đêm, em phải mạnh dạn thi hành chiếm lại những gì ta mất từ lâu. Dáng lại đại huynh bỏ đi đình, em tự vùi chốn thầm lặng tình đâu. Cây chi hoang trái cơ cầu, chất chồng khổ đau. Em chấm ý định của anh phải không? Em bằng lòng trước nỗi khổ đau của anh mình, và sẵn sàng nhìn anh mình bị người ta vui cười trong hạnh phúc mà anh mình khao khát cả. Không, đại huynh. Quanh quanh, em phải hành động theo lời anh. Cầm chiếc khăn này và phải nói theo lời anh đã dạy. Đại huynh, nếu cãi lại là em sẽ vĩnh viễn mất anh. Đại huynh, anh sẽ chết. Nghe rõ chưa? Anh sẽ chết. Suy nghĩ kỹ đi rồi quyết định. Anh tin là em gái của anh không làm anh thất vọng hả? Đại huynh, đi vào trong, sẵn sàng mọi việc mà anh đang cần. Đi. Đại huynh, em đi mau. Trần hiền đệ của anh. Chào Dương huynh. Ta cũng mừng hiền đệ lắm đó. Nè, có được món tiền to mặt sức mà tiêu xài phải không? Thật ca. Hôm nay ta bày tiệc rượu vui mừng, ta có mời luôn Hà Sinh đến đây để trao đổi thơ văn, để mừng cho hiền đệ đã thức thời. Muốn có hạnh phúc là phải có nhiều tiền đó mà. Huynh mời những người ấy làm gì? Ủa, để không thích họ sao? Ta cứ tự nhiên ngâm thơ uống rượu, cũng là bạn học cũ với nhau đó mà. Rồi đây nè, họ cũng sẽ biết giá trị của bạc tiền như Tú Quyên vậy đó mà. Kính chào Dương công tử. À, chào. Đó, Tú Quyên ơi, em lại sắp có tiền to nữa rồi đó, thấy chưa? Nè, anh hứa nha, phần này là của em nha. Sao, hôm nay có món hàng nào tốt đâu không bạn? Có 3 viên ngọc quý trong gói này. Ồ, tới 3 viên ngọc quý lận à. Sắc ngẩn hồng xanh tờ biên xanh, lấp lánh màu như vàng ánh sao. Trong đời tôi thấy bao của rồi, nhưng đầu tiên nhìn qua của quý. Đưa về anh nghĩ câu thâm tình, anh giàu to chớ quên em hiền. Làm sao quên được ông bạn của tôi. Ồ, đúng là ngọc quý. Tụi Khiên ơi, đó như vậy là quý lắm đó nghe em. Đệ cất đi. Dạ thôi. Anh đã nói rồi mà, phần này là của đệ mà. Sau bữa tiệc ta sẽ chỉ nơi cho đệ mang ngọc đi bán nghe không. Nè, còn anh ấy vào trong ta tính toán với nhau. Đệ cất đi đệ. Trần Tú Quyên. Dương tiểu thư, lâu nay thi phú cô nàng thế nào? Chàng hỏi chi những lời cay đắng. Kẻ khổ đau thì thơ văn cũng như mùi đau khổ. Tiểu thư, tiểu thư sống trên bạc vàng nhúng lụa, mọi người đều mơ ước cuộc sống đó, sao còn gọi là đau khổ? Bạc vàng chẳng mua được gì ta ước muốn. Quanh dương nắng cay, sóng sâu xuôi thuyền tình ra khơi theo bến mơ hòa duyên. Tình thơ chẳng gieo tình yêu, người ơi chớ nên đợi chờ. Giấc
chắn chúng đôi cùng nhau yêu để chi vương miền đời đẹp như mơ. Chỉ trong dần thế gian lòng ta sẽ không quên được hình ảnh tao nhưng mặt khách. Rồi trong những đêm xuân lặng lẽ, người trong mơ lại hiện lên xuyên qua bóng nguyệt êm đêm. Là cũng đàn lối nhịp cũng đàn lối nhịp đáng tiếc cho ai hay trách cho ai để cũng đàn lối nhịp phim lạc tư chung hạnh phúc trong tầm tay sao lại tổ vẻ ngại ngùng ai đã mặc cho thân mình cuốn theo giấc mơ xa lạ để được gì hơn khi những ngày tẻ nhạt trong cuộc sống lứa đôi. Ôi có lẽ chàng chó đó là tình yêu cao cả nhưng biết đâu đó chỉ là lớp sơn che lấp những điều nhớ nhốt sâu xa. Chàng muốn tỏ ra có tấm chân tình son sắt nhưng đáng trách cho người đổi giá thay lòng. Thay giả đổi lòng, nàng muốn nói ai? Tôi thiếp nàng muốn nói ai? Còn ai nữa? Chẳng lẽ duyên quanh quanh này lại thay giả đổi lòng với Trần Tú Quyên sao? Người thay giả đổi lòng là người đã cùng Tú Quyên dai kề má tựa. Nàng hãy cẩn thận lời nói. Chẳng lẽ chàng cấm người ta nói lên sự thật hay sao? Sự thật? Sự thật như thế nào? Đây có phải là sự thật chăng? Tại sao nàng lại có mảnh khăn hồng này được? Đúng là mảnh khăn hồng với bài thơ của tiên nữ Vân Anh. Ôi, rất tiếc, tiên nữ cao quý nào đó đã mang tặng một kẻ thư sinh giàu có. Đêm qua, anh ta đến thăm Dương Hào bỏ qua lại đây. Không, ta không thể chịu đựng được nữa. Ta phải về ngay để tỏ tường đen trắng. Kìa, đệ. Sao đệ định về sớm vậy? Ta đã nghe rõ, biết hết mọi việc quanh nè. Ta đã dặn muội rồi, thương bạn hữu thì cần phải giấu là hơn. Xấu lá, xấu nem đâu mà. Nhưng không ngờ, Tú Quyên lại vội vàng, nóng nảy. Rượu nồng chưa uống, trăng đẹp đang đợi khách thi nhân. Hãy ở lại đây đi, thấy không? Ở đây ta sẽ cảm thông nỗi khổ tâm của hiền đệ. Đệ nên ở lại đây để giải cơn sầu nha. Giải cơn sầu? Chuyện mảnh khăn thật bất ngờ, đau đớn xót xa. Tôi chẳng thể ở lại đây cùng mà say sưa vui trăng
trời mong. Quả rất buồn lòng khi cái lẽ đục trong chưa minh bạch với kẻ gian tà điêu hoa. Ta có đôi lời Tú Quyên hãy cố gắng bình tâm, giữ vẻ thâm trầm để dò xe ép đông sâu. Bởi xưa nay người đời vốn rất là thâm độc, ta mà vội vã chỉ thiệt cho thân mình, chuyện gì rồi cũng sẽ có thể xảy ra. Hôm nay hãy vui trăng qua thơ rượu. Em xin chàng cứ tận hưởng đêm xuân với trăng đẹp tiếng nhạc cung đàn. Nỗi đớn đau kia sẽ dần dần lắng đọng, việc đã qua chỉ như hạt nỗi mây ngàn. Ôi nỗi đớn đau sao cứ dần tràn, tim ta nhức nhối tâm thần hoang mang. Đệ cứ uống cho say đi, thấy không? Càng say là càng thích đó đệ. Ơ kìa, các bạn chúng ta đã đến rồi. Chào Hà Sinh, mời vào, mời Hiền Hữu vào. Đó, thấy chưa, Tú Quyên đặt say túy lý để chờ bạn đến làm thơ đó. Nào, mời bạn an tọa. Ôi, khung cảnh này thật là thơ mộng hữu tình, dễ lôi cuốn những kẻ anh tài vào vòng quan lạc. Người đời ba vạn sáu ngàn ngày có là bao. Được phần nữa cái thời gian ấy làm việc hữu ích cho đời cũng là đáng quý. Tú Quyên, hôm nay biết có Hiền đệ ở đây cho nên chúng tôi mới đến để cho rõ. Thơ rượu trăng thanh nơi nào chẳng có, vui hay buồn, tốt hay xấu là do tại lòng ta. Anh em nói nghe rất lạ, nơi nào vui được thì ta cứ vui, ta có sai nơi đây hay là sai nơi khác cũng vậy. Đúng rồi, các em đâu, hãy dâng rượu. Đó, hãy trước tử đi. Đó, mời Tú Quyên, mời Hà Sinh đi. Xin mời các thiên nhân hãy gieo dần thơ thử nguyệt. Đúng rồi, đúng rồi, Tú Quyên ơi, Tú Quyên tài ba lỗi lạc, ít người sánh bằng. Nào xin cho đôi giận đi nha. Thành đô thôn già lắm anh cuồng, chơi khắp muôn phương vẫn thấy buồn. Ta tình ta sai ta cứ uống, uống sầu, uống hận, uống đau thương. Hay, hay lắm, những dần thơ tuyệt vời. Đúng vậy, ta tỉnh, ta sai, ta cứ uống, uống sầu, uống hận, uống đau thương. Quả là tố khẩu cẩm tâm, gắm theo thành lời đó nha. Không đâu, đó chỉ là những câu thơ quỷ mị, uống đau thương để mãi thương đau. Thì sống trên đời này gặm có ích gì cho ai đâu. Có lẽ là Hà huynh đây ganh tài của Trần Nho Sĩ nên vội có lời châm biếm như thế. Quả thật là bất công đó em Tú Quyên. Ôi người đời có khen chê ta cứ mặc. Đúng vậy, đường ta ta cứ đi. Thiếp ngưỡng mộ các đấng anh tài nên ước ao được lắng nghe những dần thơ châu ngọc. Chẳng lẽ ta đành thất vọng sao? Kẻ tài cao đâu lẽ im hơi, phải không Hà huynh? Sao để lòng ta cứ mãi sầu, nụ cười khóe mắt kim nơi đâu. Lao mình đắm đuối trong quan lạc. Ngày xuân kẹo bạc đầu. À, thật rõ ràng là Nho Sĩ Trần Tú Quyên đã thay lòng đổi dạ với những dần thơ điên nhớ mùi xa đoa. Ôi thật bất ngờ cho bao kẻ đời trong, để quỷ hoài ngày xanh có đáng trách buồn hay không. Thơ gì thơ điên sao gọi là quỷ thân, Hà Sinh quá khe khắc hay là Tú Quyên là kẻ đáng chê. Nè, nếu có tài cao sao chẳng phun châu nhã ngọc. Chúng tôi làm thơ thì thơ phải ích cho muôn dân, chứ chẳng phải
thơ sầu thơ hận ông bướm gió trăng, hay chỉ vì tiền vì rượu vì gái xuân. Hà Quỳnh tôi đâu phải người đang khinh miệt, đi thơ đã rõ rệt lẽ ra là nên khen, còn hơn những người thơ trắng nhưng lòng đen. Ô tuyệt tuyệt đó nghe, thơ trắng nhưng mà lòng đen. Quá lắm. Nhưng không, nếu tôi chẳng có đôi vần đáp lệ, hẳn là chúng ta bị xem thường. Ồ, Hà Sinh đã ngẫu hứng muốn làm thơ. Hay lắm đó nghe muội, hay lắm đó nghe Tú Nguyên. Làm được như vậy mới là đáng quý, phải đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Một cuộc thi tài thú vị, chúng tôi đang đợi chờ và lắng nghe. Được, mời các vị. Thời nay nhân nghĩa tựa vàng mười, có của thì mua được những người. Cúi mặt cam tâm vì đồng phu, vàng cân nặng túi nhẹ ba đời. Thôi đi. Thật là khó chịu, những dòng thơ khiếm nhã vô cùng. Cười nữa. Sao Dương Hào lại nổi giận gì? Thôi vậy mà không giận sao được. Tôi rất đồng tình với ý thơ chỉ trích hạng nho sĩ khí phách hào hùng, tay ôm túi bạc, tay ôm gái đào tơ, cúi mặt theo bọn hào phú đi vào hang sâu vực thẳm. Chào Hà Sinh. Cười Tô Quyên, Tô Quyên. Khoan, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại nghe lời tỏ phân. Anh muốn cùng em có đôi lời tâm sự. Tâm sự gì? Chuyện duyên nợ của hai đứa mình á. Duyên nợ? Anh muốn em sẽ là chồng của anh. Lộn, em là vợ của anh. Không có được đâu. Tại sao? Gái có chồng như không vào cô, chim vào lòng biết vô sao. Chim vào lòng tháng ba chim đẻ, chim đẻ rồi anh nuôi cả mẹ lẫn chim con. Thôi không dám đâu. Dám đại đi em, dám đại đi, có cháu ngoại bồng. Nè, tôi bảo anh xê ra nha, để tôi đi á. Ta không nhất định, ta không xê. Ta yêu nàng mà, phải nói yêu ta đi. Em hai, nói đi, đừng nhút nhát, đừng nói lời chua chát. Hãy nói ngọt ngào cho lòng dạ anh nó mát. Tôi tát anh một cái bây giờ á. Tôi nói là tôi không có yêu anh có nghe chưa? Tránh ra để tôi đi. Nàng ơi, ta vì nàng chẳng ngại gian lao nguy hiểm, tìm đến nơi đây khòm lưng mà cười. Thành cần tiếc ta xin nàng mang bố cho ta một chút mừng tình. Sao nàng lại nỡ quay lưng ngoảnh mặt vô tình? Nếu nàng chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, ta sẽ mua một chàng bông cườm làm đám cưới hai ta. Báo hồng cho điếc cả lỗ tai, khiến cho cô bác bà con bên bàng hoàng ngơ ngác. Đám cưới của ta đãi bằng hộp dưa hộp bi, món ăn thứ nhì nhắm xà hộp e. Trời ơi, đám cưới gì mà ăn toàn là hộp dưa hộp é không à? Còn hộp điều hộp bích. Hơi mà anh nhất ngang nhói, em cứ nói nữa đi. Em
quỳ cho sập đất luôn. Nếu mà em không trả lời em yêu anh nhất định anh quỳ hoài, quỳ cho tới chết luôn. Thôi mà đứng lên đi. Đứng lên phải không? Em cho phép anh mới đứng nữa phải không? Ừ. Đứng lên liền, thấy chưa? Em biểu anh đứng là anh đứng liền phải không? Cha mẹ của anh cãi chứ em anh không bao giờ dám cãi phải không? Thương dữ vậy à? Thương rộng thương, thương em chẳng biết để đâu. Để trên đầu tủ anh thắp nhang anh thờ. Nhưng mà anh có nhớ em không? Nhớ rộng nhớ, nhớ em anh ôm anh lùng. Có ăn không được thịt gà một lần năm con. Thiền chi, như vậy đâu có cao nổi cho phải rồi. Mai là anh như vậy, anh ăn như vậy mà còn có một thuốc nữa phải không? Anh mà không ăn giá mình còn có sáu tấc quá. Yêu anh đi em. Em không thể nào yêu anh được đâu, bởi vì em đã... Thôi tôi hiểu rồi. Anh biết rồi. Em yêu cái thằng ốm nhách dài thòn như con lươn, cái mỏ nó nhọn quắc như cái con chuột chứ gì. Anh ghen à? Ghen hả? Trời ơi tôi ghen cô. Cô đừng có quá tự đắc cho rằng đàn ông trên đời này đều mê cô. Cô đừng tưởng tôi khoái cô, cứ đeo đuổi theo sát bên đừng xem. Thằng này phải đầu gã kia, đâm ngàn chắc mê gái thờ lầm tình. Tình lầm tình ai nói ngay, ai đã lừa dối ai, ai lỡ lầm. Sợ gì mà tôi nói vịt nói gà nói quanh. Bây giờ tôi nói thẳng luôn nè, tôi nói cái thằng hữu danh á, nó mê cô, nó lầm cô, nó bị cô gạt chứ gì. Ê ê, anh nói cái gì? Ai gạt ai á? Tôi nè, tôi là Thiên Lôi, chủ xài đâu tôi đánh đó à. Cô Thiên Lôi chủ xài đâu đánh đó hả? Nhưng cô đâu có biết đó là cái âm mưu rẻ thúy chia uyên. Rồi bây giờ có phải cô đem khăn trả lại cho thằng hữu danh phải không? Phải, nhưng chuyện chẳng dính dáng gì tới anh hết á. Sao không dính dáng tới tôi? Cậu Dương Hào bảo tôi tìm cô lấy cái khăn đem về, mà cô bảo không dính dáng hả? Đừng có đưa khăn cho nó. Nói láo, chính cậu Dương Hào bảo tôi mang trả khăn mà. Kìa Hạnh, trời ơi Hạnh, Hạnh ở đây mà anh lo quá trời quá đất. Mau mau đưa chiếc khăn lại cho anh đi, lẹ đi. Trời kẻo có chuyện lớn bây giờ đưa đây. Cái gì chuyện lớn gì đây, chuyện lớn đây hả? Khăn gì lộn xộn vậy chú em? Thôi lùng, tao nói chuyện với mày ra lùng. Cái chuyện này không có dính dáng tới mày ra lùng. Em Hạnh, đưa đây, đưa đây. Mày giả mày, bây giờ mày nói ai lùng mày? Nó mày đó. Mày ý mày cao là mày nói tao lùng này lùng nọ hả? Chứ sao? Tụt mày phù mỏ bây giờ à? Chắc không? Dạ. Không có đưa khăn gì cả. Cô Hạnh, hãy theo tôi về. Bây giờ cái chuyện việc này đó, chuyện của mày á, để đó, ngày mai tao tính với mày. Đi. Ê, em đi. Ê, mày làm như mày cha tao như vậy? Không được. Mày đưa khăn ngay, mà không tao biết ăn thua đủ à? Sao? Mày ăn thua đủ với tao hả? Chứ sao? Mày đừng có hung ngăn. Ê, mày đừng có lăng nhăng. Thì sao? Mày đừng có lăng xăng. Mày biết mày nói vậy đúng hay chăng? Lòng dạ tao đang băn khoăn, tim tao đập từng nhăn. Mày đừng chọc tao nhăn, tao nhăn cuộc đời mày sẽ gặp khó khăn. Đánh mày gãy răng, đánh mày hết ăn thịt theo hầm với măng. Mày đúng là giống con lăng quăng. Ê, lửa nó nghe nè. Gì? Mày hay quá ha. Ừ. Đánh mày nào. Ê, đánh cho đánh 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 mày nào. Đánh chơi nói mình căng, chúng mình không nổi nữa. Quỳnh Tinh đi là chúng mình muốn thật tình. Rồi nghe không? Bữa nay tao nể tình Hạnh yêu quý, tao tha cái mạng cho mày nghe. Tao đi nghe con. Thằng sao? Tao nói mày thằng đẹp trai, đẹp trai. Chết kìa con. Em nói anh đẹp trai. Thì ghê, đồ quỷ sứ. Thì ghê quá. Trời ơi, cô thấy không? Nghe tôi mà nó hù. Tôi chỉ cần trợn con mắt lên cái chạy thuốc nước là thấy không? Có thấy không? Trời ơi, nhà tôi mà nó hù. Thằng này tôi nói thiệt với cô bây giờ nè. Đi. Đi gì? Đi theo anh. Đi theo anh làm gì? Đưa chiếc khăn đây. Đưa cái gì mới được chứ? Đưa cái khăn đây, cái khăn hồng. Sao lại phải đưa cho anh chứ? Thì cái khăn hồng đưa lại cho anh chứ, đưa chứ sao? Nè, muốn đưa rồi đưa chứ làm dữ vậy. Đâu? Khăn đâu? Tôi đưa rồi. Đưa khăn hồng, đưa khăn trắng nách vậy. Khăn hồng đã giao cho hữu danh rồi. Cái gì? Con đưa cho hữu danh hả? Trời đất quý tận ơi, sao con đưa nó chi? Tôi kêu đưa, tôi không đưa nó chi. Anh bảo tôi đừng đưa khăn cho hữu danh, chứ anh đâu có bảo tôi là đưa khăn hồng hay khăn trắng gì đâu. Thôi, lấy đỡ khăn trắng về đi. Ai bảo ăn nó không có rõ ràng thì ráng chịu. Rồi tướng đi thấy ghét không? Y chang con dịch sim lai. Trời ơi, nó tưởng gạt được
ta hay sao mà nó vui mừng lại còn dám chê ta nói năng không rõ ràng nữa. Giao chiếc căn giả mà nó tưởng rằng nó là khôn lắm. Chuyện gì vậy chàng? Ta muốn biết nàng có chung thủy với ta chăng? Tú Quyên, sao chàng lại hỏi thiếp như vậy? Chàng đã nghe ai nói gì rồi đem già nghi ngờ thiếp chăng? Không, ta chẳng nghe ai cả. Ta chung sống với nhau lâu nay, chẳng lẽ chàng không hiểu được lòng già thiếp sao? Làm sao biết được, giờ sông giờ biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Hôm nay sao chàng lại nói lên những lời nghi ngờ quanh co? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nói thẳng. Có phải nàng chỉ yêu một người với mối tình đầu không? Đúng vậy. Và chàng cũng biết chàng là người đầu tiên đã đến với em. Nàng đã từng nói với ta là chiếc khăn hồng ngày xưa là vật kỷ niệm không bao giờ để mất. Phải, chứ không bao giờ xa nó, mà chỉ để tặng người mình yêu, đúng không? Đúng như vậy. Vậy thì bây giờ chiếc khăn hồng ấy ở đâu? Mau đi tìm đến ta xem, để chính mắt ta thấy lại vật kỷ niệm ngày nào. Khăn tiên nữ một lần xe chặt tơ duyên, rồi cũng làm rồi rã tơ duyên. Chàng nói nghe lạ lùng, manh khăn kỷ niệm xem lại để làm gì, lại nói những lời tỏ vẻ nghi nan. Muốn xem khăn gì, muốn đo lại lời thề nguyện, để rõ lòng ai, rõ tình nghĩa đã mờ phai. Sao chàng chẳng tin lòng dạ của thiếp đây, mạnh khăn giúp được gì cho sự thủy chung? Thôi mau tìm khăn lụa cho ta xem lại, nếu chẳng có khăn, ngàn lời cao đẹp chẳng ai mà tin được. Mau lấy khăn ra ngay, đi mau. Nàng quá là kẻ một mặt hai lòng. Tô Quyên, sao chàng nặng lời với thiếp? Ta muốn xem chiếc khăn của bài thơ kìa. Sao lạ vậy? Nào đâu phải chiếc khăn này, bài thơ biến đâu mất rồi. Nhục nhã, nhục nhã. Nàng đã nói rằng chỉ tặng chiếc khăn cho người mình yêu. Ta nghiệm lại việc xảy ra quả thật không sai, nàng giả vờ với ta sao được? Chàng nghi ngờ chỉ tặng khăn cho người à? Cho ai? Tặng cho ai thì nàng tự biết lấy. Thật là nhục, thật là nhục. Người ta khoe chiếc khăn ngay trước mặt ta, không thể chịu đựng được nữa khi sống kề bên kẻ ngoại tình. Tô Quyên, em không là gái lăng loạn, để anh đem lòng miệng
chồng em mà. Cô yêu tôi sao còn trao chiếc khăn, cô yêu tôi sao tư tình âm thầm, trước mắt tôi chỉ còn tâm tôi gái lang dâm bươm chuồng ông chàng. Đi đi cho Tú Quyên coi nhục trước người bội phu. Tú Quyên, Tú Quyên ơi, sao chàng dối nghe lời dối gạt của kẻ vô lương để chia sẻ duyên ta đang thắm đượm ân tình. Giáng Kiều đã nguyện cùng Tú Quyên son sắt một lòng, đáng trách cho ai kia xấu mong lung là làm điên quá dâu còn bình yên nỗi bóng ba. Bích câu kỳ ngộ tình ta khăn lụa đỏ nối duyên xe mộng. Xin đừng để cho tơ trùng tim lạc, cho nát tim em làm tổn thức lòng chàng. Tú Quyên, chàng hãy hiểu cho lòng chung thủy của Giang Kiều, một giả thần ngay không làm điều quên. Nói thẳng ngay, sao đem khăn hồng trao tặng cho ai? Bao giờ thi chiếc khăn hồng kia ta mới tin nàng nói thật. Khăn khóc làm gì, đừng tìm lời xảo trá. Ôi nhục nhã vô cùng, mùi ẩn tình này chẳng kịp chẳng xóa tan. Tú Quyên, chàng đã không tin thì chàng muốn thêm lời biện bạch, dẫu cho gỗ đau cũng phải nén lòng. Mong có một ngày sự thật rõ trăng đêm. Thôi im đi, nàng đừng nói nhiều, ta càng thêm giận. Mau rời khỏi nơi đây, trả lại cuộc sống yên lành. Bất quy hộ sanh tam ca hậu, chỉ khủng nhân tình và tâm. Hôm trên non ba biển không mà làm cho ta khiếp mà sợ, chỉ ngao ngán người đàn bà một mặt hai lòng. Cậu, ủa, ở nhà có chuyện gì mà xem cậu không được vui vậy? Làm gì ngồi uống rượu mình vậy cậu? Vui sao được mà vui. Con mở đâu rồi cậu? Ta đã đuổi đi khỏi đây rồi. Hả? Hỏi làm chi một kẻ ngoại tình. Trời đất ơi, cậu nói cái gì lạ vậy? Ai ngoại tình? Con không có ngoại tình nè nha. Con chưa có tình nên chưa ngoại à. Giang Kiều chứ còn ai nữa mà hỏi. Hả? Nè, bà sao được? Người xem đây, chiếc khăn hồng giả trắng của bài thơ. Trời đất ơi, cô chiếc khăn hồng thật nàng đã tặng cho một nho sinh giàu có. Hả? Đây là chiếc khăn hồng giả sao? Phải. Trời ơi trời, tôi nhận khăn giả, nó không đưa khăn thật cho tôi. Phải chăng là một âm mưu? Trời ơi, vậy thì tội này do tôi. Cậu ơi, con đã lầm, cậu đã lầm. Cậu ơi, người nói sao? Ta đã lầm. Lầm gì? Cậu ơi, con lỡ ngu, lỡ dại, lỡ tính, lỡ tưởng nên đã lầm đa lôi. Dội nghe chi lời ngon tiếng ngọt của người ta, khiến cho tình duyên cậu mở phải chia liền. Mày nói sao? Mấy hôm trước đây cô quanh quanh qua đến mượn khăn đêm để làm gì? Nói rằng em về đây bắt chước Kiều Thiêu cho đẹp. Con đã lén mở Giang Kiều cho cô ấy mượn khăn,
Nào ngờ khi người ta đem trả lại, con vô ý nhận lầm khăn giả khiến mợ bị nghi quan. Cậu ơi, lỗi này chính do con, ta đã làm mưu gian của người đời đen ba. Đi cậu hãy mau mau tìm lại mợ đáng kêu. Trời ơi, có thật vậy không ưu danh? Con đâu dám nói dối, sao người bất cẩn như vậy? Lỗi ấy là do con cho mượn khăn đó. Nếu vậy thì quả là mưa của Dương Hào rồi. Giang Kiều ơi, nàng hiểu được lòng ta chăng? Ta lầm tên Dương Hào thâm độc. Kìa, cậu, hãy nhìn xem. Giang Kiều, Giang Kiều, Giang Kiều. Từ giá quay trở về, tìm về non tiên thánh tươi tìm vui, để chấm dương sâu quên trò nhân thế. Hồng trần lìa xa chân chút dương buồn, dù lương em thôi xa nơi chi lì, tìm về lòng tiên đấy anh sâu thương. Bên nỗi ghê hơn để nàng đặng khổ, tâm tư thương nhớ thương đau từng cơn. Tên ta chỉ mấy yêu thôi, thời gian là bỏ béo trôi. Bỏ ăn sao đành, đành tuổi người cậu ơi, cái vụ gì mà đông quá vậy cậu? Gì đây, gì đây? Này, dạ, dạ nào? Dạ, dạ, dạ này nè. Phải không? Phải. Bay đâu? Bắt đưa cho ta. Dừng ta lại. Tại sao bắt? Cậu tôi có tội tình gì mà bắt? Thằng con này đã trộm Ngọc Liên Vinh cộng trứng. Hắn khai đã giao cho Trần Tú Nguyên mang đi bán. Tội đã rõ ràng, còn chối cãi nữa hả? Bay đâu? Bắt đưa cho ta. Không, tôi vô tội. Tội, ngồi đó. lái làm phân rẽ trúc mây,
tình người ta như mặt nước hồ thu, êm đềm xuôi chảy. Cũng tại mày. Đúng rồi, mày á, mày làm kẻ sống non đoài người ở phương Đông. Mẹ bàn duyên tô tốt, kẻ khóc kêu trời, vậy mà nó miên cười đắc chí. Quanh quanh thương người hiền phố thô quang, thương cho chàng dân nhân biển. Quanh quanh nơi em tự làm khổ thân em, hay chính anh làm khổ em rồi. Một tiểu thơ quê cá trang trại, nhan sắc mịn màng dắt tài ngọc hai, mà giờ này khí loạn cuồng tâm. Mày xế ra lộn xộn chàng chàng ta bá bò càng hết ăn cháo ăn cơm nghe chưa. Quanh quanh tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi em. Trời ơi, trời ơi, ai cứu giùm em tôi, ai cứu giùm em tôi. Quanh quanh ơi, ngộ thiệt hả, quỷ mà cũng biết kêu trời nữa kìa. Quanh quanh sao kêu trời rồi lại khóc? Ý chà, nước mắt cá sấu à. Đúng rồi, mà phải rồi, khóc đi, khóc nữa đi, khóc cho thiệt nhiều đi, khóc cho miếng mồi ngon sắp rơi vào bẫy rập. Hãy khóc cho người vì yêu mà trí loạn tâm cuồng. Cũng tại cái miệng của tao nè, vì tao ghen nên nói bậy nói càng. Hay tại vì tao thương anh tao, tao muốn anh tao có vợ, còn tao có chồng. Mà nhà lại giật chồng của người ta. Trời ơi, tình giật bè bàn tao chỉ mừng tao, còn người tao yêu thì hợp mũi mấy ngàn. Tâm tâm bị đài ai xa thôi, phong trần dày dạng gió sương mùi đời. Ai cứu giùm em tôi, tỉnh lại như xưa, tiền tôi sẵn sàng trao đổi. Quỷ ơi mẹ ác lắm quỷ ơi. Xin trả lại em tôi ly trí, để tôi sống làm người không thẹn lương tâm. Ý, lương tâm hả? Mày có lương tâm đâu. Quỳnh Quỳnh hả? Lương tâm mày chết từ lâu rồi. Quỳnh đi Quỳnh. Đi đi ác quỷ, đừng theo tao nữa, đừng xuôi tao nữa. Ai cứu giúp em tôi. Quỳnh Quỳnh ca vang khắp mọi bề, cuộc sống trong lành tràn ý xanh, thu đông xuân hạ dần say mê. Trang à, gì đó dáng ngọc hiền thê, hôm nay có gì làm chàng vui lắm sao mà chàng lại ngâm thơ dáng rền vậy? Chẳng riêng gì hôm nay, ngày nào ta cũng vui. Kể từ khi chúng ta gặp gỡ, cùng xây dựng cuộc đời mới được nhiều ý nghĩa. Ta chỉ ngại cho nàng vất vả mà thôi.
Giáng Ngọc. Thiếp yêu cuộc sống do đôi tay ta xây đắp, tuy có vất vả nhưng tâm hồn ta trong sáng. Thiếp thích những đêm trăng ta cùng say sưa với hương hoa ngập tràn. Trong gió xuân lòng về mơ màng, ngồi cạnh bên chàng lòng như nhen lên ngọn lửa. Như ánh trăng nơi chân trời, như ngọn đèn vừa mới thiêu lên. Tình của ta như nước càng dâng cao, tình của ta như dải lụa đào tâm hương. Ta yêu sông trôi em mà, ta yêu mây đó thôi, đôi tim ta say đắm. Liều đơn sơ những đường nhiều mong mơ. Dạ, tôi khách phương xa lỡ đổ đường, xin ông bà thương giúp. Chàng ơi, giọng nói của khách em nghe sao quen quen. Dáng dấp cũng khá quen thuộc. Hả? Tô Quyên! Đứng lại! Đúng là Trần Tô Quyên. Ôi thật đáng ngạc nhiên, tôi chẳng phải người quen. Kẻ không họ không tên, vốn khách lạ từ miền Diễn Phương, lỡ đổ đường nên buộc phải ghé đây. Nếu thế quả là đáng đánh, giọng điệu gà ăn mày, thân hình trông khỏe khoắn, tay chẳng làm gì để đủ hàm nhai, lại giả danh làm khách ở miền xa, vào đây xin tiền xin cơm. Sống trên đời ai cũng phải tay chân làm lụng, của đâu dư thừa bố thí kẻ ở không. Không cho thì thôi sao lại nặng lời, đừng có dạy đời chẳng dạy được ai. Ta đây lại cần đến hộ cơm của các người sao? Ta thà chết chứ không xin các người. Nên thọ tử bất nên thọ nhục. Một người như vậy, hèn gì chỉ Giáng Kiều nói không sai. Sao? Cô vừa nói gì? Giáng Kiều? Giáng Kiều đâu? Ông là người lạ, có quen biết gì với chúng tôi đâu mà hỏi. Giáng Kiều là người thân của chúng tôi. Lạ quen gì không cần biết, tôi muốn biết tin tức nàng Giáng Kiều mà ông bà vừa mới nói. Tại sao tôi phải cho người biết? Tôi... trời ơi tôi gian ông bà. Tôi gian ông bà cho tôi được gặp Giáng Kiều. Làm thế nào gặp được? Giáng Kiều chỉ quen với Trần Tú Quyên thôi. Tôi... còn ông đây là gã ăn mày không họ không tên, tìm gặp nàng để làm gì? Thôi hãy đi đi. Ôi, ta là kẻ ăn mày không họ không tên, bị người đời xua đuổi. Ta chẳng liên tiếc gì nơi đây, chẳng còn vướng vấn chút tình bạn bè xưa cũ. Ta sẽ lấy thân tàn tá này đi khắp bốn phương trời, không nề sương gió chẳng kể trong gai, để tìm lại một bóng hình đã mất. Chỉ mong các người nói giùm với Giáng Kiều rằng tôi đây là Trần Tú Quyên.
mình chẳng dám thở than, chẳng kể thời gian, chẳng màng chữ nghĩa thơ văn, quyết tìm ai giàu sức kiệt hơi tàn. Người xưa ở đâu trên vạn nẻo đường cát bụi, sao không xúc động cho một tấc lòng thành. Dù nàng có oán hận như miệng sâu, cũng xin cho trần tu quyên được một lần cuối gặp nàng. Tìm Giáng Kiều thật như mò kim đáy biển, ai kia có dạng lòng thành cũng e khó gặp. Tại sao? Tại sao vậy? Mối hận xưa không thể quên được, một lần đau khổ, bây giờ ai có thể non hẹn biển cũng khó tin. Khó tin? Khó tin ư? Không, giờ đây Giáng Kiều có thể tin tôi được rồi. Nhưng sao bông gian người xưa đến nay vẫn biệt tâm? Nếu ai tìm gặp được nàng, xin hãy nhắn giúp rằng trần tu quyên đã trốn sống những ngày đêm tối với Giáng Kiều nhiều lắm rồi. Vì nghe gã họ Dương để nàng ôm mối hận sâu thương. Để đừng buồn rồi nàng sẽ trở lại. Cho cây ly tan nên tôi phải tự đài đoá lòng mình, mong nàng hồi tâm cùng tôi hồi ngộ. Sống chẳng nghĩa gì khi vắng bóng người xưa. Nàng có biết đâu tôi lặng lội khắp bốn phương trời, thăm tất cả mọi người, vậy mà ai kia sao vẫn biệt tâm biệt gian. Cũng thật chua xót cho chị Giáng Kiều chung cao xanh ơi, xin cho tôi được gặp Giáng Kiều. Vì tôi đây khổ đau hối hận đã nhiều. Thôi, Tú Quyên đừng buồn nữa, rồi chị ấy cũng sẽ trở lại. Có lẽ chị Giáng Kiều chưa tin Tú Quyên thật vững vàng trước những thử thách đầy xấu xa của cuộc đời. Với tâm lòng thương yêu chân thành này chưa đủ sao? Chỉ có tình yêu thôi chưa đủ đảm bảo hạnh phúc, để phải kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Thôi, ta đi.
nhất âm quỳnh tương bách cảm sinh nguyên xương đạo tần kiên dân anh lam kiều tiểu thị thần tiên quật hà tất khí khu thượng ngọc kinh. Đi khắp nơi tìm chàng, may mắn hôm nay được gặp lại người xưa. Tú Quyên, xa vắng Tú Quyên có tiền rừng bạc biển cũng không vui. Sao người lại bỏ thiếp đi đâu biệt tâm biệt dạng? Thôi, các người đừng nhắc lại chuyện xưa cũ ấy làm gì. Ta chẳng còn lưu luyến chi nữa, ta muốn quên đi. Kìa, Tú Quyên, tại sao chàng nói như vậy? Thiếp có làm gì phật ý Tú Quyên đâu. Quả là tình đời, thiên hạ sống bằng tiền bạc, còn tiền thì đối xử như bát nước đầy, hết tiền thì lạnh nhạt như da băng. Ta không chịu nổi cái cảnh sống đó, cuộc sống không tình không nghĩa, đắm chìm trong xa hoa trụy lạc, hậu quả chỉ là thân tàn má dại, chẳng ích lợi gì cho ai. Ta sợ, ta chán lắm rồi. Kìa, Tú Quyên chàng, thật đáng tiếc cho một nhân tài như Tú Quyên. Nơi kinh thành kia bao người trọng vọng, tài tử giai nhân mơ ước được kết thân, cuộc sống tươi đẹp với men rượu hương tình, sao không biết tận hưởng vì đời người ngắn ngủi như giấc mộng phù du. Thiếp kiếp mang hạnh phúc đến cho chàng, mau rời bỏ chung vùng đen tâm tối. Không, không. Đón chào đôi mình ba hai lần miền thiên thai, như thần tiên giang cánh nhung êm đềm ta sống bên nhau. Anh Quyên đừng phụ em, thân vàng em gửi trao về anh không đáng đó thêm thù sai đắm yêu. Khá khao ân tình triền miên, xin chớ nên mơ tình, tim này tôi gửi trao một người. Dù trời cao đất dài chấp chung qua đèo, vượt gần lối sông khó khăn không màng. Giang kiều chỉ ở tim tôi. Thiếp quyết hôm nay đến đưa Tú Quyên về kinh thành không thể cưỡng lại được. Chàng chỉ còn một con đường theo thiếp mà thôi. Không, không, ta không đi đâu cả. Ta không đi đâu cả, các người đừng hại đời ta. Tú Quyên, chàng phải đi, không được ở lại đây. Không, không, không. Bao tháng ngày anh đi tìm em, đông đầy thương nhớ hay thứ tha cho bao lơ lầm. Đừng kiếm tim tôi buồn đi kẻ phù phàng, quán hồn lòng này như rơm máu tim. Kiều nương nàng ơi xin nghe tấn lòng hồn thức cô đơn, lời xưa còn vương dù cho giông tố vẫn không xóa nhòa. Còn gì đâu nữa
gió mây tan Kiều ơi, nàng có nghe chăng từng tiếng đập của con tim Trần Tú Quyên thổn thức? Nhưng nàng có biết đâu tôi đã đau khổ vì lỗi lầm xưa, một thân bơ vơ lặng lội khắp bốn phương trời. Nàng ơi, ta biết ăn năn thì bao việc đã dở dang rồi. Lâu tôi quyết trở lại cuộc đời thanh bạch, vui với ruộng đồng, vui mài kinh sử với thơ văn, mong sang giàu như bèo bọt trên sông, chịu nhiều khổ lụy lọc lửa đen trắng, dẫm lên rồi phải mang nhiều cay đắng, tình cơn mơ thấy mình hiu quạnh giữa đêm dài. Tú Quyên ơi, tiếp trở lại đây gặp mặt nhau để tỏ tường đen trắng. Dẫu cho tân hoa có bị vùi dạp giữa bùn nhơ nhưng vẫn đượm hương nồng. Xin nàng đừng giận tôi nữa, tôi đã nguyện không bao giờ say nữa. Tú Quyên ơi, nay đã qua rồi tông ba bảo con, chỉ một lần thôi cũng là trăm đớn ngàn đau. Tôi khuyên Giang Kiều nên nói lại tơ duyên, vì Tú Quyên về đường ngày nào. Chị ơi, cõi tiên vô mô buồn vắng lành, hờn giận nỡ làm gì để đau khổ cả. Thôi để chị đi kẻo bị người ta xua đuổi, nợ duyên xưa xin trả lại cho người. Giang Kiều ơi, xin nàng hãy nhận lời tôi, cho nàng đau khổ, hãy đến đây nghe con tim rộn rã, ta cùng nàng giao lại